Hai mẹ con nhà này đã bị nhốt trong căn biệt thự rất lâu rồi. Thoạt nhìn hai mẹ con họ như người làm chủ, cả ngày chỉ cần ăn và chơi. Nhưng ai mà ngờ rằng số phận của hai mẹ con nhà này vô cùng cực khổ. Trên thế giới này có một nhóm phụ nữ, chỉ cần họ chạm tay là họ có thể thấy trước tương lai của đối phương. Vì biết trước được tương lai cho nên họ có thể dự đoán giúp đối phương tránh khỏi những phiền toái. Ở thời Kali, phù thủy đã sinh cho vua một cô con gái và ở bên cạnh nhà vua giúp ông phán đoán những điều xảy ra trong tương lai. Nhưng rồi triều đại Kali cũng đến ngày bị sụp đổ. Vì vậy phù thủy tiên tri lại tìm một người khác để gửi gắm bản thân. Và cũng như vua Kali, người mà phù thủy chọn sẽ lên như diều gặp gió. Nhờ vào sự giúp đỡ của cô, họ sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền công việc thuận lợi. Và ngày ấy cũng đã tới. Người đàn ông sau khi đạt được mục đích đã giam hai mẹ con phù thủy vào mật thất. Từ đó trở đi, phù thủy trở thành lá bùa hộ mệnh độc quyền của ông ta. Phù thủy chỉ cần ăn và tiên tri cho ông ta mà thôi. Từ cổ chí kim, gia tộc của người đàn ông đó nhờ vào phù thủy mà luôn luôn gặp điều may mắn. Cứ như thế, các thế hệ phù thủy cũng ở nhà người đàn ông kia từ đời này qua đời khác. Các phù thủy luôn phải sống trong một căn phòng bí mật, và ác ôn hơn là họ phải bị tách biệt với cả thế giới. Chỉ khi nào mà họ cần đến sự trợ giúp của phù thủy mới đến mật thất để chạm tay với phù thủy để tìm kiếm cách giải quyết. Chủ tịch Seong hôm nay đã gặp một chuyện khó xử lý. Ông có một phi vụ làm ăn gần đến tay còn bị tuột mất. Chủ tịch Seong đã quyết định đi vào mật thất gặp phù thủy. Khi bước vào thì thấy Seobi đang chơi trong mật thất. Seobi sau khi nhìn thấy chủ tịch Seong thì liền tỏ ra khó chịu trốn qua một bên. Chủ tịch Seong vẫn chẳng quan tâm, ông ta trực tiếp tiến đến nắm lấy tay của phù thủy mẹ. Chủ tịch Seong sau đó cũng biết được người hớt tay trên của ông. Ông ta chắc chắn mình phải giành lại được phi vụ làm ăn này. Ông ta cũng nói với trợ lý của mình rằng Seobi đã trưởng thành, chắc chắn sau này con bé sẽ có ích, cho nên trong thời gian này nhất định anh không được để ai tiếp xúc gần với Seobi, bởi vì muốn phù thủy chỉ phục vụ gia đình mình, nên chủ tịch Seong đã muốn tẩy não Seobi từ hồi còn nhỏ. Ông ta độc đoán đến mức bất kỳ một cuốn sách nào về thế giới bên ngoài đều sẽ không được phép xuất hiện ở trong mật thất. Seobi cảm thấy vô cùng không thích điều này. Cô vẫn luôn mơ ước về một ngày được thoát khỏi mật thất. Seobi nhìn thấy chiếc chuông gió trên mái nhà đang rung chuyển, và đó chính là dấu hiệu nhà chủ tịch Seong đang có khách. Seobi lặng lẽ nằm trước cửa mật thất và nghe ngóng. Hóa ra là con trai của chủ tịch Seong Min Jun đang dẫn bạn về nhà. Su Wang cũng là một trong số đó. Với xuất thân vô cùng bình thường nhưng lại học rất giỏi, Su Wang đã giành được học bổng của nhà chủ tịch Seong. Su Wang với tính cách khác lạ đang có hứng thú với tấm phù điêu trên tường, mà chính xác đó là lối vào mật thất nơi hai mẹ con Seobi đang sinh sống. Chủ tịch Seong vô cùng kiểm soát hai mẹ con Seobi. Mọi hoạt động thường ngày của hai mẹ con đều bị chủ tịch Seong kiểm soát. Cứ đúng giờ quản gia sẽ đem thuốc tới cho hai mẹ con phù thủy. Nhưng hôm nay Seobi đã cố tình ngậm thuốc trong miệng. Khi quản gia vừa đi khỏi, Seobi lén lút chạy tới cửa mật thất để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Khi nghe thấy có người đang đứng bên ngoài, Seobi càng tỏ vẻ thích thú. Seobi điên cuồng đập cửa để thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Su Wang nghe vậy thì cũng tò mò bước tới phía cánh cửa. Khi Su Wang vừa chạm vào bức phù điêu, chiếc vòng cổ của Seobi liền sáng rực lên. Seobi lúc này có thể nhìn thấy được Su Wang ở phía ngoài. Su Wang với khuôn mặt đẹp trai đã khiến Seobi bị đứng hình. Seobi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa mở tung. Cô ngỡ ngàng bước ra khỏi căn phòng mình bị giam lỏng suốt mấy chục năm. Cứ như thế Seobi đi theo Su Wang. Vì là lần đầu tiên nên Seobi cảm thấy vô cùng lạ lẫm với thế giới ngoài kia. Su Wang đột nhiên thấy có người đi theo thì cũng để ý. Trùng hợp là dưới nhà của chủ tịch Seong cũng chính là khách sạn của nhà họ. Su Wang tò mò tưởng rằng Seobi đã bị lạc nên muốn đưa cô về nhà. Seobi dĩ nhiên có chớt cũng không muốn quay lại nơi quái dị đó. Khi nhìn thấy tiệm cá nhà Su Wang, Seobi cảm thấy vô cùng hứng thú. Su Wang dĩ nhiên cũng vô cùng khó xử, cô gái này như từ trên trời rơi xuống đòi về sống với anh. Su Wang để ý thấy Seobi đang đi chân đất nên đã đưa giày của mình cho cô. Nhưng chỉ với một hành động đơn giản này đã khiến Seobi vô cùng thích Su Wang. Thậm chí cô còn coi Su Wang như định mệnh của đời mình. Một lát sau hai người cũng đã về đến nhà Su Wang. Hai mẹ con lâu ngày không gặp vừa gặp đã ôm chầm lấy nhau. Seobi nhìn thấy đống cá thì lạ lẫm chạy tới nhìn ngắm rất lâu. Mẹ Su Wang không khỏi tò mò khi thấy con trai đưa bạn gái về. Bà đã làm rất nhiều món ngon để tiếp đãi Seobi. Trái ngược với thái độ của người mẹ, Su Wang lại đang rất muốn dẫn Seobi về khách sạn. Seobi nghe tới về khách sạn thì liền trở nên nóng nảy. Mẹ Su Wang thấy thế thì nắm lấy tay Seobi an ủi cô. Seobi đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài nói rằng có người muốn mua hết đống cá thu này. Seobi vừa dứt lời thì có một đám người tới nói rằng mình cần mua lượng lớn cá thu cho trường học. Mẹ Su Wang vui mừng khôn xiết hỏi tại sao Seobi biết về những điều này. Nhưng người mẹ lại thay đổi sắc mặt khi thấy sợi dây chuyền trên cổ Seobi. Bà đưa đôi giày mà mình không nỡ đi cho Seobi đi, rồi bảo Su Wang đưa cô ấy đi chơi. Sau khi vào lại căn nhà, mẹ Su Wang lấy ra một bức ảnh trong hộp. Trên đó là bức ảnh của Su Wang và phù thủy tiên tri. Mặt dây chuyền mà Seo Biển đeo giống hệt mặt dây chuyền của phù thủy tiên tri. Su Wang lúc đầu muốn đưa Seobi về nhà, nhưng lại không thể nào dừng được cơn tò mò của cô. Họ dạo công viên một vòng, có Seobi ở bên cạnh, vận may của Su Wang đã đến. Anh chơi gì cũng thuận lợi hết, ngay cả bản thân anh cũng thấy ngạc nhiên. Cùng lúc này cả nhà chủ tịch Seong đang loạn hết cả lên. Sau khi biết tin Seobi đã biến mất, ông ta lập tức quay trở về Seoul. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy con trai mình đang uống rượu tán phét với bạn bè thì còn tức giận hơn. Chủ tịch bước vào mật thất hỏi phù thủy tiên tri về dấu vết của Seobi. Phù thủy trả lời rằng cô đang trên đường về nhà, bởi vì cô không có nơi nào để đi cả. Quả nhiên là vừa mới ra khỏi mật thất thì nhìn thấy Su Wang đưa Seobi về khách sạn. Seobi nhìn chủ tịch Seong một cách giận dữ, đồng thời nắm chặt tay Su Wang. Nắm tay chính là cách tiên tri của phù thủy. Chủ tịch Seong tức giận, ông ta không bao giờ cho phép người ngoài tận hưởng sức mạnh của phù thủy.
Ông bước tới cho Su Wang một bạt tai, rồi mắng anh là vong ơn bội nghĩa. Sau đó còn vu khống Su Wang đã bắt cóc con gái của khách rồi đưa đến đồn cảnh sát. Selby bị đưa trở lại mật thất ôm chặt lấy mẹ. Selby đã khóc và nói rằng cô đã nhìn thấy tương lai của Su Wang. Từ những giọt nước mắt của cô là biết được rằng Su Wang có một tương lai không mấy tốt lành. Min Jun không hiểu tại sao cha lại tức giận với Su Wang như vậy. Lúc này chủ tịch Seong đưa Min Jun vào mật thất. Ông ta chỉ vào Selby và nói con bé là phù thủy tiên tri của con. Đó là một lá bùa may mắn của Min Jun. Đừng bao giờ để người ngoài chạm vào Selby. Đến đây chủ tịch nhớ lại cái nắm chặt tay của Selby với Su Wang. Ông giận dữ đập vỡ cái cốc. Trong đồn cảnh sát trợ lý của chủ tịch đã bảo lãnh Su Wang. Nhưng cái giá phải trả của Su Wang là bị tập đoàn bỏ rơi. Sau khi tốt nghiệp anh không thể vào tập đoàn hay có bất kỳ liên lạc gì với Min Jun nữa. Su Wang cảm thấy rất khó hiểu và tủi thân. Anh không biết mình đã làm sai điều gì. Mẹ Su Wang an ủi anh đừng buồn. Một người xuất sắc như anh chắc chắn sẽ tìm được một công ty tốt. Chính vào lúc này một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát lao thẳng vào hai người họ và lấy đi mạng sống của mẹ Su Wang. Su Wang khóc lóc đau khổ. Sự xuất hiện của Selby dường như đã khiến anh bắt đầu gặp vận đen. Nhưng vụ tai nạn không phải là ngẫu nhiên, mà đó là sự trả thù của chủ tịch Seong với Su Wang. Su Wang ném cho của mẹ mình xuống nước, nhưng lại bị đánh ngất từ phía sau. Sau đó anh bị đặt vào một chiếc túi rồi ném xuống nước. Kẻ sát nhanh chóng tìm thấy bức thư tuyệt mệnh giả của Su Wang. Min Jun biết cái chết của Su Wang chắc chắn có liên quan đến bố mình. Anh cầu xin chủ tịch Seong cho anh biết sự thật, nhưng ông ta chỉ im lặng rồi bảo người đưa Min Jun đi. Sau khi giải quyết xong hai mẹ con nhà Su Wang, chủ tịch Seong cũng xử lý luôn quản gia, xóa dấu vết Selby rời khỏi mật thất. Cuối cùng ông ta cảnh cáo phù thủy, nếu bà không canh chừng kỹ Selby thì người chết tiếp theo sẽ là bà. Selby trốn trong mật thất khóc lóc miệng thì lẩm bẩm Su Wang chưa hề ra đi, và đúng là Su Wang vẫn còn sống. Anh bị mắc vào lối của ngư dân rồi bị kéo lên cùng luôn, thế là may mắn vớt được mạng sống. Chủ tịch làm việc cẩn trọng, ngay cả sự ra đi của Su Wang cũng đem đăng lên báo, nói là anh túng quẫn vì nợ của mẹ sau khi mất. Ông ta đang tìm cách hợp lý hóa cái chết của Su Wang, nhưng người ngư dân vớt được anh nhìn thấu ra Su Wang không hề giống như muốn tự kết liễu mình, đây giống như một cuộc mưu sát hơn. Su Wang hồi phục sức khỏe ở nhà ngư dân, sau đó lại lần nữa trở về Seoul. Ngư dân cho Su Wang chứng minh thư của người con trai đã mất của ông, nói tốt nhất là anh nên thay đổi thân phận để không bị kẻ thù phát hiện và gây rắc rối. Kể từ đó tên của Su Wang được đổi thành Min Sung và là con trai của người ngư dân này. Thời gian trôi qua 2 năm, Su Wang lại mở cửa hàng bán cá ở phố ăn vặt. Anh chính là một khắc tinh có tiếng của con phố này, tất cả mọi người đều né tránh anh. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần nói một câu với Su Wang là sẽ đen đủi 3 ngày liên tiếp. Với cái đặc thù kinh khủng này thì đến cả chủ nợ cũng không dám động tới anh, nhưng mà nó cũng gây không ít rắc rối cho anh. Trong tập đoàn, Selby cũng chính thức bắt đầu hỗ trợ Min Jun. Nhưng kể từ khi Su Wang rời đi thì Selby dường như mất đi khí sắc vui vẻ. Ngoại trừ những lời tiên tri, cô không hề nói chuyện với Min Jun. Hôm nay Min Jun mang tới cho Selby một món quà để cảm ơn Selby đã giúp anh có được một mối làm ăn lớn. Selby không hề quan tâm đến món quà mà chỉ nắm tay của Min Jun cầu xin anh đưa mình ra ngoài dù chỉ làm một lần. Min Jun mềm lòng đáp ứng yêu cầu này của cô. Vừa đúng lúc chủ tịch Seong đang có chuyến công tác tại Dubai, anh đưa Selby ra khỏi mật thất đến quán ăn ngoài trời. Trong bữa ăn, Min Jun nói anh cảm thấy mình và chủ tịch Seong không giống nhau. Anh coi Selby như một người bạn đồng hành. Đến thời điểm thích hợp anh cũng sẽ để cho cô tận hưởng tự do trong giới hạn. Cùng lúc đó Min Jun nhìn thấy một đối tác làm ăn, anh liền đi ra đó chào hỏi. Đúng lúc này Selby nhìn thấy bóng dáng của Su Wang. Anh đang vận chuyển hải sản cho nhà hàng. Biết được Su Wang vẫn còn sống, trong lòng Selby lóe lên những hy vọng nhỏ nhoi. Về đến mật thất, cô nói với mẹ mình phải rời khỏi nơi này, đến bên cạnh Su Wang. Để giúp Selby, đêm đó phù thủy đã sử dụng năng lực mê hoặc tất cả các quản lý của mật thất, rồi đưa Selby ra cổng khách sạn. Sau đó bà bảo cô trà trộn vào dòng người bỏ trốn đi, còn bà phải quay về để lo mọi chuyện phía sau. Min Jun đã nhìn thấy Selby đang cố hòa vào dòng người để trốn, nhưng anh lại có sự thương hại đối với cô, nên đã lờ đi coi như không thấy. Selby lên một chiếc xe hơi, cô vui mừng chạy ào tới tiệm bán cá của Su Wang. Khoảnh khắc cô cười, bầu trời vốn đang âm u giờ đã tạnh, không giống với khuôn mặt háo hức của Selby. Su Wang mặt lạnh lùng nói tên giả của mình ra. Anh không muốn tỏ ra quen biết Selby. Dưới tình huống này Selby đã nói dối rằng cô mất trí nhớ, cô chỉ nhớ được Su Wang mà thôi. Nhưng Su Wang không bị lay động. Tính từ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người vào 2 năm trước, cuộc đời của Su Wang bắt đầu gặp vô vàn đen đủi, tán gia bại sản, người thân mất mạng hết cả đường lui, Su Wang cũng suýt nữa thì mất luôn mạng. Đối với Su Wang mà nói, Selby chính là một khắc tinh vô cùng nặng của anh. Khi Su Wang đang đứng chặn ở cửa khước từ Selby thì tài xế taxi đã vội chạy đến để hỏi tiền xe. Nhìn thấy Selby ngây ngốc này còn chẳng có khái niệm về tiền bạc thì Su Wang chỉ có thể móc tiền túi ra trả cho cô mà thôi. Đúng lúc này một bác gái đến mua cá thu. Khi Su Wang đẩy Selby ra, tay hai người đã chạm vào nhau. Chiếc dây chuyền của Selby phát sáng. Cô ấy liền nói bác gái đừng mua vì sẽ bị dị ứng. Nhưng có vẻ bác gái chẳng quan tâm. Khi bác gái rời đi thì Su Wang thấy bác gái để quên ô, anh lập tức đuổi theo. Selby còn phát hiện ra bác gái đã để quên cả thẻ ngân hàng, cô cũng đuổi theo sau Su Wang. Nào ngờ đâu cô bị một tên xấu tính chặn lại, còn dụ Selby mua nhiều hàng hóa khác nhau bằng thẻ của bác gái. Selby ngơ ngác dễ dàng tin những gì mấy người kia nói. Lúc cô đến trước mặt bác gái để trả lại thẻ thì cũng đã tiêu hết một đống tiền. Số tiền này không cần nói cũng biết là sẽ đổ lên đầu Su Wang. Su Wang chỉ đành bỏ tiền mặt ra để trả cho bác gái. Trước khi đi, bác gái bất ngờ nhận được một cuộc gọi.
Nghe xong thì quay lại trả cá Thu đã mua, bởi vì khách trong nhà dị ứng với loại cá này. Nó hoàn toàn trùng khớp với lời nhắc lúc trước của Selby. Bác gái hơi ngạc nhiên không biết làm thế nào mà cô biết. Chuyện này lại khiến hàng xóm xì xào to nhỏ túng tụng để bàn về Selby. Anh đầu chọc có kinh nghiệm mua qua nhiều đồ hiệu, nhìn ra được quần áo và phụ kiện của Selby đều là đồ đắt tiền, chắc chắn là một tiểu thư nhà giàu. Bác gái đầu đeo khăn lại để ý Selby vẫn đeo găng tay trong thời tiết nóng nực như thế này, nói không chừng lại có một số bệnh khó nói. Cho dù thế nào đi nữa thì hàng xóm xung quanh vẫn thấy tò mò. Su Wang siêu đen đủi sao mà lại dẫn dụ được cô tiểu thư nhà giàu này vậy? Khéo sự kết hợp này sẽ còn mang lại nhiều xui xẻo cho khu phố chợ này nữa. Nói xong câu này mọi người đều cảm thấy xui xẻo, rồi giục chủ nhà mau mau đòi lại nhà thuê đi, để họ mang những điều xui xẻo này chạy ra khỏi đây. Bên trong tiệm bán cá Su Wang cảm thấy rất thất vọng về Selby. Anh nghĩ Selby là trộm vì hành động quẹt thẻ của cô. Selby cảm thấy tủi thân bởi vì trên thẻ có viết là thẻ của tất cả mọi người, nên cô nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể sử dụng nó. Su Wang không muốn nghe cô giải thích, anh chỉ cho cô con đường đến đồn cảnh sát để cảnh sát giúp cô về nhà, chứ Su Wang không muốn nhìn thấy cô nữa. Thấy Su Wang lạnh lùng với mình, Selby chỉ có thể thất thểu mà rời khỏi tiệm cá. Còn bên này, chủ tịch Seong vừa về đã nghe tin Selby chạy trốn. Đáng giận hơn là Min Jun lại bình thản như không. Anh cho rằng không nên cứ mãi giam cầm Selby như một món đồ vật như vậy. Cô ấy cũng là con người, cô ấy cũng cần sự tự do. Nhớ lại cảnh Selby lên taxi, Min Jun cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này việc làm ăn của công ty gặp vấn đề. Mọi lần khi gặp chuyện như thế này, những người đứng đầu gia tộc sẽ sử dụng sức mạnh của phù thủy. Nhưng vì Selby đã rời đi, Min Jun chỉ sắp xếp một đội luật sư để giải quyết vấn đề này. Sau khi đối thủ kinh doanh gây rắc rối cho công ty của chủ tịch Seong thì khuôn mặt rất đắc ý. Lúc này người con trai lại báo cho ông một tin tức khác. Chủ tịch Seong đang phái người đi tìm người đó là một cô gái trốn khỏi khách sạn. Tin này thoạt nghe giống như chuyện phiếm đời tư. Lúc này Selby vẫn đứng bên ngoài nhà Su Wang cho đến khi trời tối. Cô ấy sẽ không rời bỏ Su Wang vì lần bỏ trốn này cô có một niềm tin, chính là sẽ trở lại thành người bình thường, sẽ được cùng sống chung với người mình thương. Mẹ cô đã từng nói trong những phù thủy tiên tri thì chỉ có một trong số đó biến thành người, nhưng không biết là dùng cách gì. Nhìn thấy Selby vẫn chưa chịu đi, Su Wang phải đích thân dẫn cô đến đồn cảnh sát. Nhưng đêm nay cảnh sát bắt được rất nhiều tội phạm nguy hiểm, Su Wang lại không yên tâm để cô lại nơi này qua đêm, cuối cùng lại đưa cô về nhà. Anh tính ngày mai rồi lại đưa cô đến đồn cảnh sát. Sau khi Selby bước vào phòng của Su Wang, mọi thứ đều rất mới lạ với cô. Cô lật sách của Su Wang rồi nhảy tưng tưng trên giường của Su Wang, trông thật ngây thơ vô tội. Bất giác Su Wang cũng nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó anh đã tỉnh ngộ lại. Anh sẽ không dính dáng gì đến Selby hết. Đêm đến, Su Wang thấy Selby ngủ dưới đất không hợp lý lắm, nên đã mềm lòng bế cô lên giường, còn anh thì xuống ngủ dưới đất. Khi đang đắp chăn cho Selby, tay anh chạm vào tay cô. Đột nhiên cô ngồi dậy và nói rằng mấy con cá lóc chết hết rồi, rồi con cả biển Busan vui vẻ ghê nhỉ. Hai câu chẳng rõ ý gì cả. Sau đó Selby lại lăn ra ngủ. Su Wang sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nằm xuống thì Su Wang cũng dịch đến vị trí xa cô nhất để ngủ. Sáng hôm sau, Su Wang đưa cho Selby một ít tiền, ngoài ra còn đưa thêm còi vào xịt hơi cay tự vệ cho cô, rồi đưa cô đến đồn cảnh sát. Anh tin rằng cảnh sát sẽ giải quyết tốt việc này. Su Wang vừa trở lại tiệm bán cá thì thấy bà chủ bên cạnh khóc lóc buồn rầu. Hóa ra cá lóc ở tiệm này chết hết cả rồi. Anh lập tức nhớ đến lời tối qua Selby nói, chắc không phải chỉ những chuyện này đâu nhỉ. Su Wang nghĩ một hồi rồi mua hết đống cá chết với giá thấp. Ai biết được vừa mới mua xong thì có hai người tới thu mua cá lóc gấp. Họ mua hết cá của Su Wang giá cao, thế là anh kiếm được một món tiền lớn. Khi hai người rời đi thì Su Wang nhìn thấy đằng sau lưng của hai nhân viên này viết chữ biển Busan. Đây là nội dung trong những lời Selby nói. Trong lòng Su Wang bắt đầu dấy lên những nghi ngờ. Chẳng lẽ nào cô gái khắc tinh của anh đã mang lại may mắn cho anh? Còn phía bên kia, khả năng thắng của tập đoàn Seong không cao. Điều này càng khiến chủ tịch Seong muốn sức mạnh của phù thủy. Nhưng Min Jun cảm thấy Selby chỉ dự đoán mà thôi, chứ cô không có khả năng làm cho mọi chuyện trở nên thắng lợi. Chủ tịch Seong chỉ nghĩ Min Jun còn quá trẻ, nên không hiểu được việc nhìn thấy tương lai có lợi như thế nào. Chủ tịch Seong đã tận mắt chứng kiến cha của ông ta dựa vào lời tiên tri mà tránh được khủng hoảng về sự sụp đổ của tòa nhà, cũng thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính đang quét khắp thế giới. Nếu Min Jun không có bùa hộ mệnh là phù thủy tiên tri, thì công việc kinh doanh của gia tộc Seong sẽ không bao giờ thuận buồm xuôi gió. Ông yêu cầu anh phải tìm được Selby bằng bất cứ giá nào. Nhưng Min Jun cũng có điều kiện của riêng mình, một khi đón Selby về thì sẽ đối xử với cô ấy theo cách của riêng anh. Còn bên này, Su Wang lại cảm thấy có chút lo lắng cho Selby. Anh tháo tạp dề ra rồi đến đồn cảnh sát xem xét tình hình. Thế nhưng Selby đã sớm lén lút quay lại nhà Su Wang, sau đó nấp sau quầy hàng và quan sát Su Wang một lúc lâu. Sau khi nhìn thấy Su Wang rời đi, cô muốn đuổi theo nhưng cô lại bị thu hút bởi những món đồ ăn bên lề đường. Thế là cô quên luôn việc đuổi theo Su Wang. Quản lý chợ đi đến muốn nghe ngóng chuyện của cô với Su Wang. Nghe được quản lý chợ nói ra cái tên giả, Min Sung của anh thì giận dữ cãi lại ông ta. Selby nói rằng Su Wang mới là tên của anh ấy chứ không phải là Min Sung. Lúc này nhóm cho vay nặng lãi tình cờ đến gần tiệm bán cá nhìn thấy Selby. Tin tức có cô gái xinh đẹp đến tìm Su Wang đã truyền khắp chợ. Trùng hợp là đám cho vay nặng lãi này chưa đòi được tiền của Su Wang, bèn giận cá chém thớt. Hắn đưa Selby về công ty cho vay nặng lãi, chúng muốn đe dọa anh chụp cô gái này bằng tiền. Selby tò mò về mọi thứ trong công ty cho vay nặng lãi, phấn khích như một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy thế giới, khiến cho những tên cho vay nặng lãi đều cảm thấy rất lạ. Thấy Selby cũng rất xinh đẹp, tên đàn em này ra ý định bán cô đi với giá tốt, nhưng ông chủ đã từ chối.
Tuy anh ta không tốt lành gì nhưng không bao giờ buôn người. Nói xong liền bảo đàn em coi chừng Shelby cho kỹ. Anh ta đi ra chuyển tiền cho một ông sếp. Người đó hứa là sẽ tìm người phẫu thuật tốt nhất cho con của anh ta. Trên đường đi, ông chủ vay nặng lãi còn gọi cho Su Wang, nói với anh rằng Shelby đang ở trong tay bọn chúng. Nếu muốn chụp cô ấy về thì mau đưa tiền ra. Tên đàn em của anh ta không hề nghe lời. Anh ta vừa mới đi là hắn đã gọi điện giao bán Shelby. Đúng lúc này Min Jun đã tìm ra được chiếc xe chở Shelby đi ngày hôm đó. Anh lập tức đi đến khu chợ nhỏ này. Anh đưa ảnh cho anh đầu chọc xem có nhìn thấy Shelby bao giờ chưa. Anh đầu chọc nói cô gái này đang sống ở tiệm cá may mắn. Nhưng Min Jun đến tiệm thì cửa đóng kín rồi và không có ai ở nhà. Min Jun chỉ có thể ngồi ở cửa đợi. Đột nhiên Min Jun nhìn thấy bóng dáng của Su Wang chạy vượt qua. Min Jun muốn đuổi theo nhưng lại không biết anh đi hướng nào nên chỉ đành dừng lại. Người đàn ông này trở về công ty vay nặng lãi, chỉ nhìn thấy bọn buôn người đến đưa Shelby đi. Bọn buôn người vô cùng ba trợn, nên dù không muốn anh ta cũng không dám làm gì. Shelby bất ngờ nắm lấy tay của tên cho vay nặng lãi trong lúc vật lộn, nói rằng ông sếp kia không thể giúp anh tìm bác sĩ nào được đâu, nhắc nhở anh nhất định đừng tin người đàn ông đó. Anh ta lập tức gọi điện cho ông sếp kia. Điện thoại của ông sếp đã được bắt máy bởi người tình của ông ta, vừa hay để anh ta nghe được cuộc đối thoại. Tên sếp này đang lợi dụng việc phẫu thuật cho đứa nhỏ để lừa anh ta. Anh ta lập tức chạy ra ngoài. Còn Su Wang vừa chạy đến dưới lầu của cho vay nặng lãi thì phát hiện ra Shelby bị bắt đi, liền vội vàng mượn xe đạp lùa theo. Rất nhanh anh đã chặn đầu được đầu xe của bọn cướp. Khi đối đầu với bọn buôn người hung hãn, Su Wang chỉ đành làm màu hù bọn chúng, rồi hét lên nhắc nhở Shelby lấy bình xịt phòng thân ra. Đang lúc nguy cấp, anh chàng cho vay nặng lãi chạy đến tiếp ứng, cứu Su Wang và Shelby chạy ra ngoài. Sau khi bỏ trốn, Su Wang nắm chặt tay Shelby kéo cô cùng chạy, nhưng bọn họ lại không may chạy vào ngõ cụt, nhìn thấy bọn buôn người đã đuổi đến mông rồi. Trong lúc hết đường để chạy thì Shelby lập tức đưa tay ra nắm lấy tay Su Wang. Su Wang chỉ thấy mặt dây chuyền của Shelby phát sáng. Shelby nói anh đợi cô rồi cúi người nhặt viên gạch lên đưa cho Su Wang. Cô nói anh đợi cô nói xong thì hãy ném viên gạch về phía trước. Nói xong Shelby đưa tay ra trước mặt bọn côn đồ nắm lấy tay bọn chúng. Chỉ thấy giây sau bọn côn đồ bắt đầu trải qua buồn vui lẫn lộn của cuộc đời. Có người thì cháy nhà, có kẻ thì trúng xổ số, còn có tên thì đau bụng dữ dội. Lúc này đồng bọn của chúng từ xa chạy tới. Shelby đột nhiên hét lớn về phía Su Wang. Chính là lúc này ném đi Su Wang. Ngay lập tức Su Wang ném gạch về phía trước. Miếng gạch vô tình rơi trúng xe cảnh sát đang đi trên đường. Một nhóm người cảnh sát mặc thường phục đi ra khỏi xe bắt gọn lại bọn côn đồ. Shelby theo yêu cầu của cảnh sát đến đồn để lấy lời khai. Trong khi lấy lời khai, cô không hề nhắc tới ông chủ cho vay nặng lãi người đã giúp đỡ họ. Su Wang không hiểu, rõ ràng anh ta mới là kẻ tiên phong gây ra chuyện mà. Shelby cười nói với anh bởi vì ông chú đó mới là người tốt với Su Wang. Mà lúc này bên ngoài tiệm cá Min Jun đã đứng đó đợi cả ngày. Hàng xóm từ xa nhìn thấy một chàng quý tử, trong đầu lại tưởng tượng ra hàng loạt câu chuyện. Cô gái quý tộc kia từ hôn với vị hôn thê nhà giàu, rồi đi yêu một anh chàng bán cá nhà nghèo và viết nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Lúc này Min Jun nhận được điện thoại từ khách sạn, hết cách anh chỉ có thể quay về công ty. Nhìn phong thái khoác lên mình bộ vest của anh, cả khu phố náo loạn cứ như bị anh hút hồn. Cảnh sát gặp khó khăn trong quá trình chứng minh thân phận của Shelby, bởi vì cô không có chứng minh thư, không có hộ chiếu, đến họ tên còn không nói được. Su Wang cũng hết cách, chỉ có thể nói là Shelby trước đây sống ở nước ngoài, nhưng Shelby lại không nói nổi mình sống ở nước nào. Trong trường hợp này theo quy định họ chỉ có thể đưa cô đến trại tập trung người vô gia cư, nhưng cảnh sát cũng không nhẫn tâm để một cô gái trẻ ở cùng với những người lang thang được. Thế là họ bảo Su Wang đưa cô về nhà chăm sóc. Sau khi rời khỏi đồn, Shelby liền đến nhà của ông chủ cho vay nặng lãi. Bởi vì cô đã đồng ý cứu sống con trai anh, Shelby đưa cho cậu bé 30.000 won, dặn dò cậu ngày mai đưa tiền cho gấu ông ở tiệm kem. Trưởng phòng không biết câu nói này có ý nghĩa gì, nhưng nhìn thì có vẻ không phải giúp con trai anh chữa bệnh. Anh bất lực nghĩ rằng bản thân đã bị lừa. Sau khi đưa Shelby đi về nhà, Su Wang bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện ngày hôm nay. Anh tò mò hỏi Shelby, tại sao lại biết chuyện gì sẽ xảy ra với bọn côn đồ? Tại sao cô lại có thể dự đoán được xe cảnh sát sẽ đi qua? Shelby ngập ngừng không nói lên lời, chỉ có thể giả ngu giả ngốc. Cô giống như một đứa trẻ đưa khuỷu tay bị thương ra cho Su Wang thổi, khiến cho Su Wang cũng hết cách. Sau khi xử lý vết thương, Su Wang dặn dò Shelby ở yên trong nhà. Anh đội mũ đến khách sạn của chủ tịch Seong. Anh hỏi lễ tân có phải có vị khách nào lạc mất con gái không? Bởi vì 2 năm trước chủ tịch Seong từng nói Shelby chính là con gái khách VIP của khách sạn, nhưng lễ tân phủ nhận tạm thời chưa từng nghe chuyện đó. Lúc này trong rảnh khách sạn có một nhóm người đi đến, miệng thì không ngừng oán trách. Bao nhiêu người như vậy mà không tìm nổi một đứa con gái lớn tướng. Su Wang lập tức nhận ra cô gái mà bọn họ đang nói tới có khả năng chính là Shelby. Su Wang nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Nhưng lúc này lễ tân đã báo với cấp trên rằng anh đã đến thăm hỏi xem có vị khách nào lạc mất con gái. Bảo vệ lập tức chặn cửa ra vào. Anh chỉ có thể chạy từ phía trong khách sạn. Trong lúc cấp bách anh đã gặp Min Jun. Min Jun đã giúp anh chạy thoát khỏi khách sạn. Su Wang vừa về đến nhà thì đã bị chủ nhà đòi tiền bồi thường xe đạp cho con trai. Hóa ra vì để đuổi kịp mấy chiếc xe, Su Wang đã lấy luôn xe đạp của cậu nhóc giữa ban ngày ban mặt. Nhưng trên thực tế chiếc xe đạp đã quá cũ rồi. Chủ nhà chỉ muốn nhân cơ hội này moi tiền của anh để mua xe đạp mới cho con. Shelby vui vẻ chạy xuống lầu nắm lấy tay của con chủ nhà. Cậu con trai lập tức nói ra suy nghĩ trong đầu mẹ, thế là công cuộc đòi tiền thất bại. Su Wang nhớ đến chiếc xe đạp liền nhanh chóng đưa Shelby đi cùng để lấy xe. Đến chỗ để xe thật may là xe đạp vẫn còn ở đó. Vào đêm ngày hè, Su Wang đèo Shelby trên chiếc xe đạp, cả hai cùng nhau đi qua mấy con ngõ nhỏ, cùng nhau hóng gió. Shelby cũng đã tháo đôi găng tay của mình ra.
mẹ nói với cô không được tùy tiện tiếp xúc với con người, bởi vì nhìn thấy trước tương lai là một nguy hiểm. Hơn nữa sự bất hạnh sẽ không biến mất, chỉ có thể chuyển sang người của phù thủy mà thôi. Vậy nên lời tiên đoán của phù thủy cũng giống như quá trình sống. Nhưng trong lòng của Selby đã quyết rồi, nếu như người cô giúp là Su Wang, bản thân sẽ chấp nhận trả giá. Về đến nhà, Su Wang nấu mì cho cô ăn. Trong khi Selby vẫn đang tấm tắc khen hương vị của mì gói, Su Wang đã đoán cô là người chạy trốn khỏi nhà, rồi khuyên cô đừng ương bướng, hãy quay về nhà sớm đi. Lập tức Selby rơi nước mắt cầu xin Su Wang đừng đưa cô về nhà. Đây cũng không phải lần đầu cô có ý định rời khỏi nhà, mà là có nỗi khổ không tiện nói ra. Su Wang mạnh mẽ như vậy nhưng nhìn thấy Selby khóc cũng trở nên mềm lòng. Anh đồng ý cho cô tạm thời ở đây. Sau khi ăn xong, Su Wang dạy cô cách dùng một số đồ điện trong nhà, để cho cô sau này có thể tự nấu ăn mà không bị đói. Không lâu sau, Selby vì mệt mỏi một ngày cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Su Wang lại trầm ngâm suy tư. Lúc ở khách sạn, khi Min Jun giúp mở cửa kêu anh chạy nhanh đi, Su Wang cho rằng câu nói đó của Min Jun bao gồm rất nhiều hàm ý. Tại sao lúc đấy lại bảo anh chạy đi, mà chạy là chạy trốn thứ gì cơ chứ? Su Wang không tài nào hiểu nổi. Nhưng Min Jun nhất định đã biết được đáp án rồi. Bởi vì Selby mất tích, tập đoàn của chủ tịch Seong rơi vào khủng hoảng. Vụ kiện trước đây vẫn chưa được giải quyết, nên đã kéo giá cổ phiếu của tập đoàn tụt dốc không phanh. Trong lúc khó khăn, chủ tịch Seong đã chi ra một số tiền khổng lồ để mua bảo vật, càng ngày càng lấn át được phù thủy. Nhưng cho dù là quản gia có độc ác như thế nào, phù thủy cũng không hề nói ra tung tích của Selby. Chỉ khi không có mới dùng sức mạnh để xem Selby thế nào. Bà chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ hạnh phúc thì mọi vất vả bà chịu đều đáng. Hôm sau, ông chủ vay nặng lãi đưa con trai đến tiệm kem. Tuy không hy vọng gì cả nhưng anh vẫn muốn đến xem sao. Ở đây đang tổ chức sự kiện khuyến mãi, còn có rất nhiều người phục vụ ở đó. Vé vào trong là 30.000 won. Anh bán tín bán nghi lấy tiền ra mua vé. Sau khi vào, anh bắt đầu đi tìm con trai. Lúc này cậu bé đã bị thu hút bởi con robot biến hình trong tay chú thỏ hồng. Cậu bé giúp chú thỏ hồng lắp lại hình robot. Người thỏ liền bỏ mũ ra, anh đưa tấm danh thiếp cho ông chủ vay nặng lãi. Hóa ra anh này là một bác sĩ. Nhìn thấy cậu bé, anh đã biết cậu bé mắc bệnh ung thư mắt. Anh muốn giúp cậu bé chữa trị. Ông chủ vay nặng lãi rất bất ngờ nhìn danh thiếp của bác sĩ. Hóa ra tên của bác sĩ khi đọc ngược là Gấu Ông. Nhờ có phúc của Selby, con trai của anh đã được đưa vào bệnh viện tốt nhất để chữa trị. Ông chủ vay nặng lãi lập tức chạy về cúi gập người xuống cảm ơn Selby rồi khóc nức nở. Cảnh này khiến cho hàng xóm láng giềng rất bất ngờ. Vốn dĩ ông chủ vay nặng lãi là một tên côn đồ, tung hoành đầu đường xó chợ mấy chục năm nay. Bây giờ lại cung kính cúi đầu trước một cô gái mới đến đây không lâu. Nhân cơ hội này, Su Wang liên tục bảo anh ta miễn giảm cho anh tiền lãi. Ông chủ cho vay nặng lãi nhìn mặt Selby, rồi vui vẻ đồng ý, còn mời cả phố cùng ăn kem. Lúc ăn kem, Selby hỏi ông chủ vay nặng lãi, tại sao mọi người trong khu phố lại ghét Su Wang đến vậy? Anh liền giải thích cho Selby biết, bởi vì trong khu phố này có một truyền thuyết, đó là mỗi người ở đây đều vì anh ta mà gặp xui xẻo. Ví dụ như làm đổ cháo trước mặt chủ nhà, khiến cho con trai và con gái đều thi trượt, hay là thu hút cảnh sát đến chỗ đang chơi cá cược, dẫn đến việc cả phố đều bị lập án điều tra. Selby nhau mày, những chuyện này sao mà trách Su Wang được? Ông chủ vay nặng lãi nói tiếp, chuyện sau đây mới là mấu chốt này. Trời mưa, ô của Su Wang bị gió thổi bay đi rồi mắc vào đường dây điện, dẫn đến việc cả phố mất điện. Sau đó phải sửa mất 2 ngày mới có thể nối lại đường. Điện trong 2 ngày không có điện, thực phẩm trong toàn khu phố đều bị hỏng hết. Chính vì vậy mà chủ các cửa hàng nơi đây ghét ghen ghét đắng Su Wang, rồi gọi anh là kẻ đen đủi. Sau khi nghe xong câu chuyện của Su Wang, Selby chạy đến bên cạnh anh, nói rằng sẽ biến anh trở thành người đàn ông may mắn nhất. Ở bên này, nhìn thấy tập đoàn của chủ tịch Seong đang đi xuống, doanh nghiệp đối thủ bắt đầu quay ra châm biếm nói móc. Hóa ra ông ta là anh trai của chủ tịch Seong, đã bị đuổi ra khỏi doanh nghiệp của gia tộc. Ông cười, chủ tịch Seong dù đã có thứ đó nhưng vẫn không điều hành nổi doanh nghiệp. Nhìn thấy bảo vật để ở một góc càng khiến cho đối thủ thêm đắc ý, đó chính là bùa hộ mệnh của người cha chủ tịch Seong. Có vẻ không chỉ tập đoàn không phát triển, đến cả vấn đề tâm lý của chủ tịch cũng gặp khủng hoảng. Tối hôm nay, Min Jun lại đến trước cửa nhà Su Wang. Ba người không hẹn mà gặp, Su Wang vẫn ôm hận với Min Jun. Anh không thể tha thứ được năm đó, khi bản thân đã bị chủ tịch hãm hại, Min Jun lại vờ như không thấy. Mặc dù Min Jun đã giải thích rằng lúc đó anh đã bị bố nhốt lại, không có cách nào để giúp Su Wang được cả. Nhưng Su Wang không hề nghe giải thích. Nhìn Su Wang rời đi, Min Jun lại nhìn về phía Selby. Cô cũng không ở lại mà chạy theo Su Wang. Ngày hôm sau, Selby vì muốn giúp Su Wang chào hàng mà nhảy nhót tưng bừng trước cửa hàng cá. Cô gái đáng yêu này quả nhiên đã thu hút rất nhiều khách tới. Nhưng bà chủ ở quán bên lại không vừa lòng, bà trách Su Wang đã cướp đi khách bên mình. Khi hai người phụ nữ đang tranh chấp, Selby đã cầm lấy tay bà chủ kia, nói rằng chồng của bà đang nuôi mèo đấy. Bà chủ lập tức biến sắc, nhanh chóng chạy về nhà, hạ gục được đối thủ. Selby và Su Wang vui mừng đập tay. Selby đã gặp Min Jun. Lần này Min Jun đến không phải để bắt Selby về, mà anh đến để nói với cô bản thân muốn giúp cô thoát khỏi chủ tịch Seong, giúp Selby có một cuộc sống tự do. Nhưng khi Selby đã trải nghiệm cuộc sống xong thì vẫn phải quay về với gia tộc. Selby luôn ở bên cạnh Su Wang. Nếu như bị chủ tịch Seong tìm thấy, cô sẽ khiến Su Wang gặp nguy hiểm. Những lời này khiến cho Selby vụt tắt nụ cười. Cô buồn bã đến tiệm cá, nhưng khi vừa gặp Su Wang, nỗi buồn và lo âu trong cô lại biến mất. Cô vui mừng chạy đến bên Su Wang. Cho dù là tương lai xảy ra chuyện gì thì ít nhất bây giờ cô đã được sống như ý mình mong muốn. Selby nay đến gặp ông chủ cho vay lãi, mong anh chỉ giúp cô cách viết thư. Dưới sự chỉ dẫn của ông chủ vay nặng lãi, Selby đã gửi bức thư đầu tiên vào trong hòm thư. Đây là việc mẹ giao cho cô trước khi cô chạy trốn. Một khi đã ra ngoài thì hãy gửi thư về địa chỉ này.
Min Jun có một cô vị hôn thê ra nước ngoài 2 năm nay đã về nước. Anh trai của cô vợ là Jang Ki-ung đã đích thân gọi điện cho Min Jun, nhắc nhở anh ngày mai là sinh nhật của vị hôn thê, nhất định phải chuẩn bị một bất ngờ lớn đừng làm cho cô ấy thất vọng. Min Jun chỉ đành đồng ý, nhưng anh và cô vị hôn thê không hề có chút tình cảm nào. Hôn ước này chỉ là vì lợi ích của hai bên doanh nghiệp. Mặc dù vị hôn thê có vẻ hứng thú với anh, nhưng Min Jun vẫn một mình đến cầu xin chủ tịch Seong hủy hôn ước, cứ cho là không nghĩ đến việc tình cảm đi. Nhưng trong nhà anh còn đang có Seobi cùng sống, anh không thể giấu vị hôn thê cả đời được. Anh không thể làm cách giống như chủ tịch giam cầm mẹ của Seobi gần một đời được. Đây hoàn toàn là phạm pháp. Lúc này chủ tịch nói với Min Jun phù thủy chỉ là bùa hộ mệnh của ông, chứ không được coi là người. Hơn thế nữa cần phải nhốt bọn họ ở bên cạnh. Nếu như để bọn họ tự do quá lâu thì bọn họ sẽ biến thành quái vật. Min Jun căn bản không muốn nghe liền rời đi. Chủ tịch chỉ đành thở dài ông đi vào mật thất. Phù thủy đột nhiên khóc lóc chạy ôm lấy ông, cầu xin ông hãy buông tha cho Seobi đừng đi tìm con bé nữa. Lần này chủ tịch Seong không đẩy phù thủy ra, mà ngược lại còn cảm thấy thương hại. Quản gia từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng này. Ở bên ngoài ngục giam thư ký Dung cuối cùng cũng đã ra tù. Một người đàn ông đến trước mặt anh đưa anh một miếng đậu, rồi đưa cho anh một danh thiếp. Người tìm anh hóa ra chính là đối thủ cạnh tranh của chủ tịch Seong. Thư ký Dung sững người, anh đã phải ngồi tù rồi. Tại sao bây giờ gia tộc Seong vẫn tiếp tục giày vò anh cơ chứ? Thư ký Dung đến quán rượu làm vài ly, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh rất nhớ phù thủy và con gái của họ. Nửa đêm chủ tịch Seong tỉnh dậy, ông đến phòng khách, đột nhiên nhìn nhầm Min Jun thành người cha quá cố. Người cha không ngừng nhắc nhở chủ tịch Seong, thứ đó đang đến cửa rồi còn kèm theo một nụ cười kỳ dị. Chủ tịch Seong sợ hãi khiến cho Min Jun cảm thấy khó hiểu. Ngày hôm sau Seobi lại giúp Su Wang chào hàng, nhưng những người qua đường không lại nữa, ngược lại còn bắt đầu xa lánh, khiến cho Su Wang và Seobi cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc này chủ nhà đến nói với hai người có một bà thím đi rêu rao trên đường, bảo rằng người mua cá nhà hai người hôm qua tất cả đều trúng độc mà nhập viện, vậy nên tất cả những người khác mới không dám đến mua cá nhà Su Wang. Seobi không phục nói rằng đây là tin đồn nhảm, muốn đi đối chất với bà thím đó, nhưng Su Wang không muốn khó xử nên ngăn Seobi lại. Dù sao hôm nay đã không làm ăn tốt rồi, anh dứt khoát đến trung tâm hải sản giúp giao hàng. Hôm nay là sinh nhật của vị hôn phu nên Min Jun đã đặt chỗ cùng cô hẹn hò, nhưng mục đích chính của anh hôm nay là muốn đề nghị cô hủy hôn. Điều anh không ngờ đến là vị hôn phu lại vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên cô có một điều kiện, đó chính là Min Jun phải tiếp nhận phỏng vấn của mình. Vị hôn thê của Min Jun là một tác giả nổi tiếng trên mạng xã hội. Hiện nay cô đang lấy Min Jun làm hình tượng cho nhân vật trong truyện của cô. Vậy nên cô muốn hiểu thêm về anh để tìm cảm hứng sáng tác cho nhân vật. Giữa việc chọn kết hôn và phỏng vấn, Min Jun chỉ có thể chấp nhận phỏng vấn. Nói xong vị hôn thê rời đi, ở ngoài nhà hàng cô bắt gặp Su Wang đang làm việc. Cô cảm thấy anh có chút quen mắt nhưng không dám nhận, cho đến khi cô nhìn thấy Min Jun đứng nói chuyện với Su Wang. Điều này lại càng khẳng định thêm nghi ngờ của cô. Vị hôn thê đến bệnh viện của anh trai Sang Geun, nói rằng mình đã nhìn thấy Su Wang, bởi vì trước đây mấy người họ là bạn học cũ. Sang Geun lập tức gọi điện hỏi Min Jun, nhưng vì chủ tịch Seong đứng bên cạnh, Min Jun chỉ có thể ngầm xác nhận Su Wang chưa chết, có những chuyện khác thì lại không nói gì. Thấy bản thân vẫn chưa lấy được thông tin có ích, Sang Geun chỉ có thể gọi cho con trai của đối thủ là Jong Sik dò hỏi, vì Jong Sik có quan hệ họ hàng với Min Jun. Su Wang cũng là bạn học nhưng Jong Sik cũng không rảnh bởi vì anh đang gặp thám tử. Không lâu trước đây anh đã âm thầm cho người điều tra bí mật của chủ tịch Seong. Jong Sik đã biết được cô gái bị giam nhốt tên Seobi, gần đây hình như đã chạy thoát khỏi nhà. Cha con chủ tịch Seong đều đang tìm kiếm cô. Còn về vấn đề tại sao lại giam nhốt Seobi, hiện tại họ vẫn chưa điều tra ra, nhưng thám tử vẫn đưa cho Jong Sik một địa chỉ nói trên đó có người biết đáp án. Jong Sik dựa theo đầu mối đến bệnh viện tâm thần. Viện trưởng biết Jong Sik cũng là người trong gia tộc Seong. Theo yêu cầu của anh, ông dẫn anh đến chỗ bệnh nhân anh đang tìm kiếm. Cô ta chính là quản gia phải chịu phạt. Quản gia nói với Jong Sik Seobi là bùa hộ mệnh mà chủ tịch Seong chuẩn bị cho Min Jun, chỉ cần có đứa con gái đó sẽ giúp xua đuổi tất cả những điểm xui. Chủ tịch Seong bây giờ có được tất cả đều là do bùa hộ mệnh mang lại, nhưng ngược lại nếu như người khác biết đến cô gái này, chủ tịch Seong cũng sẽ không từ thủ đoạn, nếu không phải là giết người bịt đầu mối thì cũng là bị nhốt mãi mãi ở trong bệnh viện tâm thần. Jong Sik sau khi biết được bí mật này thì thề sẽ bắt được Seobi vực dậy lại gia tộc của mình. Anh vô cùng đắc ý còn khiêu khích Min Jun tuyên bố bản thân sẽ đi tìm Seobi. Rất nhanh các tổ chức xã hội đen đã nhận được ủy thác quan trọng đến từ một vị khách VIP. Yêu cầu chính là bắt được cô gái trong ảnh. Ông chủ cho vay lãi cũng trong băng đảng này. Anh nhìn bức ảnh trợn tròn mắt, đây không phải là Seobi sao? Liên tục mấy ngày tiệm cá của Su Wang bị bà thím nói xấu, nên một con cá cũng không bán được. Seobi không chịu được mà tìm đến quán bên cạnh. Hóa ra bà ta chính là bà chủ quán từng đánh nhau trước đây với cô. Seobi bị bà ta đẩy ra ngoài. Sau khi Seobi chạm vào tay liền biết chồng bà nuôi mèo. Ở bên này hàng xóm nói với Su Wang, Seobi và bà thím bán cá lại chửi nhau rồi. Anh lập tức cùng cảnh sát đến tiệm cá nhà bà thím, nhưng đâu ngờ rằng khi đến lại thấy cảnh này. Bà thím mượn rượu giải sầu còn Seobi thì ngồi bên cạnh an ủi. Hóa ra con mèo mà Seobi nhìn thấy không phải con mèo thật, mà là một loại su ảo hình con mèo. Chồng của bà thím nghiện trò chơi này, thường xuyên trộm tiền của cửa hàng, mang đến cùng mấy gã đàn ông khác đầu cơ. Nghe thấy vậy Su Wang lập tức mang người đi đến quán cà phê, mà gã chồng đang gạ gẫm người khác nuôi mèo. Su Wang nghiêm túc chỉ ra loại hình tiền su ảo này là phạm pháp. Những người khác liền bị dọa cho giải tán hết, chỉ còn mỗi chồng của bà thím là tức giận đùng đùng, trách móc Su Wang cản trở mất con đường làm giàu của ông. Bà thím vì muốn cảm ơn Su Wang và Seobi nên đã đặc biệt làm cơm mời họ. Seobi uống say trông rất đáng yêu.
bà thím vui vẻ gọi Selby là em gái, còn tiện mùng quay ra gọi Su Wang là em rể. Mặc dù bây giờ hai người chưa kết hôn, nhưng hai người sau này nhất định sẽ ở bên nhau. Hàng xóm không tin nổi nhìn đám người đang ăn uống. Su Wang và bà thím từ trước đến nay như nước với lửa. Lần này có Selby đến nên quan hệ của hai người đã tốt hơn trước rất nhiều. Đây thực sự là một kỳ tích. Không những vậy, nghe nói ông chủ vay nặng lãi còn miễn lãi cho Su Wang. Đây cũng chính là công của cô gái này. Quả là không bình thường. Tối hôm đó Su Wang cõng Selby xe mềm về nhà. Đang đi tự nhiên cô nôn vào người anh. Su Wang chỉ có thể khóc chịu đựng, nhanh chóng chạy về nhà giặt quần áo. Bận rộn cả một ngày, Su Wang bây giờ mới có thể ngồi bên cạnh Selby. Tuy cô đem lại cho anh không ít rắc rối, nhưng cũng đem đến cho anh rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Lúc này đột nhiên Selby ngồi dậy, rồi lại bày ra vẻ mặt muốn nôn. Su Wang nhanh chóng bê nồi lên trước mặt cô, Selby lại bất ngờ đưa người về phía trước, hôn một cái vào môi của Su Wang. Tay Selby cũng nắm lấy tay anh. Selby nói ra một câu, có cần tôi đưa anh đi Busan không? Sau đó lại nhắm mắt nằm ra giường ngủ. Đột nhiên bị hôn, Su Wang cảm thấy bối rối. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài bình tĩnh lại. Sáng hôm sau, Selby tỉnh dậy khóc lóc ầm ĩ. Trận say tối hôm qua làm cô cảm thấy cơ thể như đang bị bệnh. Su Wang chu đáo mang canh giải rượu cho cô. Trong khi Selby đang uống canh, anh cẩn thận hỏi cô, hôm qua có nhớ đã xảy ra việc gì không? Selby nghĩ trong đầu cô chỉ nhớ đến đoạn nôn đầy người Su Wang, còn sau đó thì không nhớ gì nữa. Su Wang vô cùng tức giận cấm cô từ nay không được uống rượu nữa. Selby và Su Wang đang trên đường đến tiệm cá thì đã nhặt được một chú cún con. Họ đi đến tiệm cá mới phát hiện ra chú cún là thú cưng của chủ quán bên cạnh đã bị lạc. Đây chính là món quà của bà nội dưới quê gửi lên cho cháu, nhưng chú cún để trong tiệm sẽ làm loạn mất, thế nên họ muốn đưa chú cún về Busan, nhưng khổ nỗi không có thời gian. Đột nhiên Su Wang nhớ ra tối qua Selby có nói, có cần tôi đưa anh đến Busan không? Lập tức anh nhận ra đây là nói với chú cún. Su Wang nhận lời giúp đưa chú cún trở về Busan. Cứ như vậy Selby bế chú cún cùng Su Wang đi Busan. Trên đường đi cả hai đều rất vui vẻ. Quay lại với ông chủ cho vay nặng lãi, khi nhìn thấy người trong bức ảnh là Selby thì rất hoang mang. Selby là người có ơn với anh, vì thế anh không thể bán đứng cô được. Nhưng mấy tên khác thì lại rất tham tiền. Ông chủ vay nặng lãi chỉ còn cách đánh đòn phủ đầu. Anh nói dối với đại ca rằng bản thân đã thấy cô gái ở Busan xa xôi. Về đến nhà, ông chủ vay nặng lãi mới biết mình đã gây chuyện lớn. Lúc này Selby và Su Wang đi Busan. Ông chủ cho vay nặng lãi nhanh chóng gọi điện cho Su Wang, bảo bọn họ tuyệt đối không được đến Busan. Nhưng Su Wang lại không hiểu anh đang nói gì, chỉ có thể cúp máy. Khi đã đến Busan, Su Wang mới gọi điện lại cho ông chủ vay nặng lãi. Lúc này Su Wang mới biết có một nhân vật lớn muốn tìm Selby qua dân xã hội đen. Su Wang hoài nghi không biết nhân vật lớn đó có phải người nhà của Selby không. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của mình, ông chủ nói nếu người nhà mất tích sẽ báo cảnh sát. Nhưng đằng này lại tìm người kiểu không quang minh chính đại này, nhất định không phải là chuyện tốt rồi. Su Wang nghe xong có chút lo lắng. Bà của cậu bé có mở một nhà hàng tại Busan. Đồ ăn quán bà rất ngon, nhưng tính khí của bà thì lại rất hung dữ. Bà thường quát mắng mấy anh xã hội đen hay đến quán ăn của bà như con cháu vậy. Hôm nay khi mấy tên xã hội đen đang ăn cơm thì nhận được tin của lão đại, ra lệnh cho bọn họ tìm bằng được cô gái trong ảnh. Thấy việc, mấy người nhanh chóng rời khỏi quán ăn. Khi đến cổng thì lướt qua người Selby và Su Wang, bọn xã hội đen lập tức đứng lại bắt đầu quan sát Selby. Nhưng Selby thì vẫn đang chăm chú. Selby mỏ thì chu, mắt thì trợn, mà tên xã hội đen này mắt mũi cũng chả tốt. Bọn chúng không nhận ra Selby là cô gái đó, thế là quay đầu bỏ đi. Hai người tìm đến bà cụ nói rõ sự tình, bà cụ không hề vui chút nào. Hóa ra bà cố tình tặng chó cho cháu vì muốn cháu đích thân mang chó quay về rồi để tiện thăm bà luôn. Nhưng đâu ngờ rằng người đến lại là hai người này, thế là bà cho người ra tiễn khách. Lúc này Selby ngồi bệt xuống kêu đói. Su Wang cũng bày ra bộ mặt y như vậy. Sau cùng bà cụ cũng không nhẫn tâm mời hai người cùng ăn cơm. Trong lúc ăn, bà cụ đã kể chuyện gia đình mình. Trước đây cả nhà bà sống cùng nhau ở Busan, sau này bởi vì mâu thuẫn con trai và con dâu đã dắt cháu lên Seoul sống, và sau đó cũng không liên lạc với bà luôn. Tuy bà cụ nóng tính là vậy nhưng thực chất lại rất nhớ con nhớ cháu. Lúc này Selby nắm lấy tay của bà bảo bà hãy nói lời xin lỗi, chỉ cần nói như vậy thì có thể giúp cho gia đình hòa hợp trở lại. Sau khi Su Wang và Selby rời đi, bà cụ gọi điện cho con dâu. Sau khi xin lỗi, cả nhà lại bình yên như xưa. Chủ tịch Seong đến viện tâm thần để gặp cựu chủ tịch, đã bị giam nhốt trong căn phòng bí mật nhất. Cựu chủ tịch bây giờ cũng đã tuổi cao sức yếu, thân thể gầy gò. Ông nghe chủ tịch Seong nói phù thủy đã chạy trốn, giống như 20 năm trước vậy, thì cũng không có phản ứng gì. Ông chỉ nói với chủ tịch Seong rằng thứ đó sẽ tìm đến cậu. Từ bệnh viện trở về, chủ tịch Seong đến mật thất, liền nhìn thấy cảnh quản gia đang đánh đập phù thủy. Chủ tịch tức giận cho người đuổi quản gia ra khỏi phòng. Ông cẩn thận xem vết thương trên tay phù thủy, đôi mắt tràn đầy sự thương hại trong mắt người ngoài. Thái độ của chủ tịch Seong với phù thủy và Selby rất lạnh nhạt, nhưng 20 năm về trước chủ tịch Seong và phù thủy đã từng yêu nhau. Đến đêm Su Wang và Selby ở homestay, Selby rất hiếu kỳ với túp lều trên đỉnh đầu, liền kéo tay Su Wang vào lều ngồi chơi. Lúc này Su Wang đã nói ra chuyện có người đang tìm cô, hỏi cô có muốn đi gặp mặt không. Selby lập tức từ chối, cô chỉ muốn ở bên cạnh Su Wang mãi mãi, bởi vì cô rất thích Su Wang. Lời tỏ tình của Selby khiến anh cảm thấy vừa mừng vừa lo. Anh không hề ghét bỏ Selby mà anh chỉ thấy bản thân vừa nghèo vừa xui, những người ở gần anh đều không mấy may mắn. Vừa nói Su Wang vừa nghĩ đến mẹ anh, không kìm được nỗi buồn mà chạy ra khỏi thuốc lều. Anh nhìn về phía bầu trời, đồng thời nhắc nhở bản thân đừng lo nghĩ quá nhiều. Selby chỉ ngày một ngày hai là sẽ đi thôi. Sáng hôm đó khi Min Jun bước vào phòng khách, đã nhìn thấy chủ tịch Seong và phù thủy đang dùng bữa.
chủ tịch còn đích thân giúp phù thủy phết mứt lên bánh, nhìn trông như đôi vợ chồng hòa hợp. Điều này đã khiến cho Min Jun cảm thấy rất xúc động, bởi vì cả đời anh chưa từng nhìn thấy chủ tịch đối xử dịu dàng với mẹ mình như vậy. Sau đó Min Jun hỏi chủ tịch Seo Bi liệu có phải là con của ông hay không. Nghe xong câu hỏi của Min Jun, chủ tịch Seo liền phủ nhận mình là cha của Seo Bi. Hóa ra 20 năm trước phù thủy từng chạy thoát một lần, vài tháng sau cô ta lại quay về. Khi quay về thì đã mang thai Seo Bi rồi. Sau khi nói xong, chủ tịch cảnh cáo Min Jun đừng bao giờ hỏi nhiều nữa. Điều anh cần quan tâm bây giờ là tương lai của tập đoàn và bản thân. Hôm sau Seo Bi và Su Wang đã về tới chợ, vừa xuống xe đã nhận được tin tốt. Hóa ra bà của cậu nhóc lại là một đại gia ngầm, thân là người đã giúp cho gia đình bà hòa hợp. Su Wang đã được bà cụ cho quản lý chuỗi 6 cửa hàng hải sản ở Seoul. Sau khi tắt máy, Su Wang trầm tư nhìn Seo Bi. Có lẽ nào cô chính là nữ thần may mắn, nhưng trước mắt vẫn còn một vấn đề hóc búa. Đó chính là đối mặt với sự truy sát Seo Bi của bọn xã hội đen. Su Wang đến văn phòng của ông chủ cho vay lãi, hỏi anh xem đã điều tra ra nhân vật lớn đó là ai chưa. Ông chủ cho vay lãi chỉ biết người này là nhân viên của một công ty cho vay tiền, còn về thân phận thật sự thì chưa biết, bởi vì được tiếp nhận quản lý chuỗi 6 cửa hàng. Su Wang chuẩn bị mở rộng tiệm còn tuyển thêm cả nhân công. May mắn này đã khiến cho hàng xóm thấy ghen tị. Sau khi dán thông báo tuyển người, Su Wang muốn đi xem các chuỗi cửa hàng để nhập hàng, nên anh đã giao Seo Bi cho ông chủ vay nặng lãi chăm sóc. Seo Bi vô cùng buồn bã, cô nói chuyện với ông chủ vay nặng lãi rằng Su Wang không thích cô. Hóa ra kể từ sau tối hôm cô tỏ tình, thái độ của Su Wang vô cùng lạnh nhạt, cả đường đi chẳng nói cười với cô câu nào. Seo Bi cho rằng thái độ của Su Wang như vậy chắc chắn là từ chối cô. Lúc này bà thím nhìn thấy chiếc điện thoại mới của Su Wang mua cho Seo Bi. Bà thím khẳng định với Seo Bi rằng chắc chắn Su Wang thích cô, bởi vì đàn ông chỉ chi tiền cho người con gái họ yêu thôi. Nói xong còn chỉ cô cách thu hút đàn ông, dạy Seo Bi cách phồng mang trận má để toát ra vẻ quyến rũ của bản thân. Ở bên này Min Jun vẫn đang tìm kiếm Seo Bi. Tối hôm đó anh đến tiệm cá hẹn gặp Su Wang. Anh xin lỗi về chuyện 2 năm trước, đồng thời mời Su Wang gia nhập tập đoàn cùng mình làm việc. Nhưng Su Wang đã từ chối, bởi chuyện cô với Min Jun vẫn để lại nút thắt trong lòng anh, và nút thắt này sẽ mãi mãi không gỡ bỏ được. Sau khi Su Wang về nhà, Seo Bi bắt đầu làm trò với anh. Cô áp dụng cách mà bà thím đã chỉ cho, nhưng cách này chỉ làm cho Su Wang cảm thấy buồn cười và khiến anh thấy cô rất đáng yêu. Nửa đêm Su Wang tỉnh dậy phát hiện Seo Bi đang đứng một mình ở tầng thượng, trông cô có vẻ trầm tư suy nghĩ. Hóa ra trước khi hẹn gặp Su Wang, Min Jun đã gặp Seo Bi. Anh khuyên cô trở về nhà chung sống với mẹ, Min Jun hứa chỉ cần cô trở về nhà, anh sẽ cố gắng hết sức đưa hai mẹ con ra ngoài sống. Min Jun để lại số điện thoại bảo Seo Bi suy nghĩ kỹ rồi gọi cho anh. Seo Bi cũng rất nhớ mẹ nên cô đã lung lay trước điều kiện của Min Jun. Chủ tịch Seo nghe cấp dưới báo rằng người của bên đối thủ vẫn đang tìm kiếm Seo Bi. Ông lập tức gọi điện thoại cho đối thủ, bảo hắn ta nghĩ về kết cục của cựu chủ tịch đi. Tốt nhất là đừng có đi tìm Seo Bi, nhưng đối thủ không hề để tâm. Thân là người cùng một gia tộc, hắn sớm đã muốn cướp lấy phù thủy từ tay chủ tịch Seo rồi gây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng chủ tịch Seo đâu phải người dễ chơi. Ông lập tức uy hiếp nếu như đối thủ cướp được, ông sẽ cho người giết chết hắn. Sau khi tắt máy, chủ tịch Seo ra lệnh nhanh chóng bắt Seo Bi về. Vì để thỏa mãn hư vinh, ông vẫn chọn cách bắt Seo Bi về bằng được. Cuộc gọi của hai người đã bị Rong Sik nghe lén. Vì để làm rõ bí mật phù thủy, anh đã để máy nghe lén trong phòng của bố. Seo Bi vẫn chưa biết nguy hiểm đang cận kề, mà lại đi đến chợ gửi thư vào trong hòm thư. Lúc này Rong Sik đã đến khu chợ của Su Wang. Quả nhiên hắn đã nhìn thấy Seo Bi đang ở đó. Anh lập tức tìm đến tên tay sai hám tiền bảo hắn giúp anh một chuyện. Su Wang nhận được cuộc điện thoại giao hàng, liền đem mấy thùng cá đến chỗ hẹn. Trước khi đi, Seo Bi vì muốn nắm lấy tay anh, mặt liền hiện lên vẻ bất an. Nhưng Su Wang không muốn nghe trước lời tiên tri, thế là nhanh chóng mang hàng đi. Nhưng đâu ngờ rằng đây là một cái bẫy, địa điểm giao hàng là một công ty đã bỏ hoang. Su Wang vừa đi vào trong đã bị đột kích, anh bị trùm bao tải bắt đi. Seo Bi đang ở tiệm cá lòng như lửa đốt. Sau khi nhìn thấy địa chỉ Su Wang giao hàng ở trên bàn thì vội vàng chạy đi. Cô vừa chạy vừa gọi điện cho ông chủ vay nặng lãi. Ai ngờ vừa cúp máy, Seo Bi đã bị một kẻ lạ mặt bắt đi. Trong lúc hoảng sợ, điện thoại bị rơi xuống đường. Seo Bi và Su Wang bị nhốt trong một căn nhà cũ. Tên tay sai hám tiền không kìm được lòng tham của mình, anh ta bước đến nhìn thấy dây chuyền phù thủy trên cổ Seo Bi, đưa tay giật lấy nó. Tên hám tiền đã hết nhiệm vụ người chủ mưu, bây giờ mới lên sàn. Trong lúc Seo Bi đang vùng vẫy gào thét thì Su Wang dần dần tỉnh lại. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một quả bom hẹn giờ đang treo trên tường. Anh sợ hãi mở to mắt, hình như thứ này là bom hẹn giờ. Hai người điên cuồng dãy dụa muốn cởi dây thừng trên người. Rong Sik thông qua camera giám sát hứng thú nhìn Seo Bi và Su Wang. Lúc này phù thủy bỗng nhiên cảm nhận được tình cảnh của Seo Bi, trong lòng lo lắng bất an. Bà nói với Min Jun rằng Seo Bi đang gặp nguy hiểm. Đúng lúc đó Min Jun cũng nhận được tin nhắn, trong ảnh là Seo Bi và Su Wang đang bị trói. Anh lập tức lái xe đến địa điểm được gửi trong tin nhắn. Ông chủ vay nặng lãi cũng lo lắng không kém vì Seo Bi đột ngột cúp điện thoại. Anh đến cửa hàng thì không thấy cô và Su Wang đâu. Sau đó anh thử gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng người bắt máy là người nhặt được điện thoại của Seo Bi. Ông chủ cho vay nặng lãi sau khi nhận lấy điện thoại thì tra ra được Su Wang đang ở trong một tòa nhà cũ bỏ hoang. Đó là một trong những nơi ông chủ thường hay qua lại. Ông chủ cho vay nặng lãi thấy tình hình không ổn lập tức lái xe đến đó. Màn đêm buông xuống, Min Jun và ông chủ cho vay nặng lãi đã đến khu tòa nhà bỏ hoang. Min Jun bị đám đàn em của Rong Sik giữ chân. Ông chủ cho vay nặng lãi thì lặng lẽ lên xe chở hàng của Su Wang. Trong tòa nhà, Su Wang đang dùng miệng gỡ cái gì đó trên áo Seo Bi, sau đó cắt đứt dây thừng. Mặc dù hai người đã cởi được dây trói, nhưng vẫn không thể nào mở được cánh cửa của tòa nhà.
Lúc này đồng hồ đếm ngược chỉ còn khoảng hơn 1 phút. Dong Sik nhìn vào màn hình. Anh ta muốn xem phù thủy trong truyền thuyết làm thế nào để thay đổi bất hạnh, giúp cô và Su Wang trốn thoát khỏi nơi này. Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài giây, Selby đột nhiên bình tĩnh lại. Cô bước đến nắm lấy tay Su Wang, cả người tỏ ra ánh sáng màu lam chói mắt. Selby nhẹ nhàng nói với Su Wang rằng không sao đâu, bọn họ sẽ gặp giữ hóa lành. Trong phút chốc, thời gian của thế giới ngưng động sau khi khôi phục lại như thường. Tất cả mọi chuyện đều không thay đổi, chỉ có đồng hồ đếm ngược trên quả bom đã dừng lại ở giây cuối cùng. Selby nhắm mắt ngất đi, ngã vào lòng Su Wang. Lúc này ông chủ cho vay nặng lãi lái xe chở hàng lao thẳng vào cửa lớn cứu hai người ra khỏi đây. Sau khi Selby về đến nhà thì sốt cao không ngừng. Su Wang chăm sóc Selby đến khi cô chịu ngủ mới thôi. Nghĩ lại chuyện xảy ra tối nay, anh còn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Lần này Su Wang đã tin rồi, đám người đang tìm kiếm Selby không phải là người nhà của cô. Vậy thì quá đáng sợ rồi, anh muốn báo cảnh sát. Nhưng ông chủ cho vay nặng lãi lại cho rằng người có thể làm cho ông trùng phải khom lưng khuỵ gối, nó không chừng còn có thể mua chuộc được cảnh sát. Ông chủ cho vay nặng lãi động viên Su Wang đừng quá lo lắng, anh sẽ bắt tên hám tiền kia hỏi rõ ràng chuyện này. Đêm xuống, Min Jun khắp người đầy vết thương đến nhà Su Wang. Sau khi xác nhận bọn họ không sao, anh mới yên tâm trở về nhà. Su Wang thức cả đêm canh Selby ngủ. Anh nhớ lại trước khi mình đi giao hàng thì Selby tỏ ra vô cùng bất an. Trước lúc quả bom hẹn giờ ngừng chạy, cô đã từng nói không sao đâu. Dường như những lời Selby nói không lâu sau sẽ thành sự thật. Ngày hôm sau lúc đang ăn sáng, Su Wang nói ra nghi hoặc trong lòng. Nhưng Selby lại cười nói đây chỉ là cô nằm mơ thấy. Những giấc mơ của cô đều rất linh nghiệm. Nhưng vẻ mặt Su Wang nghiêm túc, anh không muốn nghe cô giấu giếm nữa. Anh muốn biết tại sao cô phải trốn chạy những người nào, và rốt cuộc Selby là ai. Nếu như cô thật sự thích anh thì cứ thẳng thắn nói ra. Nhưng cho dù Su Wang nói đến vậy rồi, Selby vẫn trốn tránh không trả lời. Cô bối rối sờ vào cổ Su Wang, lúc này mới nhận ra chiếc vòng cổ mà cô hay đeo đã biến mất. Nhưng Selby không hề lo lắng, bởi vì mẹ từng nói với cô, mặt dây chuyền và phù thủy có cảm ứng với nhau, cho dù không may làm rơi mất nó cũng sẽ dựa vào ý chí của mình mà tự quay về với Selby. Tên hám tiền sau khi lấy được sợi dây chuyền thì vội vã đem nó đi bán lấy tiền. Nhưng khi ông chủ tiệm vàng kiểm tra thì đây chỉ là một viên đá bình thường mà thôi. Ông chủ vàng bày tỏ nói không đáng giá. Tên hám tiền không vui xem, nhưng hôm nay xui xẻo, anh ta đeo sợi dây chuyền lên. Ai ngờ vừa mới đeo vào, cả người anh ta bắt đầu ngứa ngáy không ngừng. Anh ta muốn tháo nó ra nhưng viên đá nhỏ này lại dính chặt lên cổ anh ta, làm cách nào cũng không tháo xuống được. Hết cách, tên hám tiền đành phải chạy đến tiệm cá rẫy đành đạch. Lúc này Selby bước đến nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền xuống. Tên hám tiền vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì hắn đã phải ăn một đòn của ông chủ cho vay nặng lãi. Anh ép hỏi tên hám tiền kẻ đứng sau bắt cóc Selby là ai. Hắn ta run rẩy gọi cho Dong Sik, nhưng số máy đã không còn liên lạc được nữa. Dong Sik lúc này đang bị bố cho ăn đòn, vì ông phát hiện ra dưới bàn có máy nghe lén, cũng biết được chuyện con trai bắt cóc Selby thất bại. Ông ta tức giận vì sao Dong Sik không báo tin này cho mình mà lại tự ý hành động. Cuối cùng vì quá sợ hãi, Dong Sik đã nói ra Selby đang sống ở khu chợ. Từ khi tên hám tiền đeo sợi dây chuyền của Selby, cả người ngứa ngáy kỳ lạ. Mấy người hàng xóm bắt đầu đoán Selby có khả năng tâm linh, còn nhiệt tình đưa Selby đi gặp bà Đồng, mong bà ta giúp Selby trở lại bình thường. Ai mà ngờ bà Đồng vừa thấy cô thì giống như gặp lão tổ tông của mình. Bà ta hèn mọn quỳ xuống lẩm bẩm đọc gì đó. Điều này càng khiến cho mấy người hàng xóm chắc chắn Selby biết ngoại cảm. Những lời đồn này làm Su Wang vô cùng tức giận, anh kéo Selby về cửa hàng, sau đó chất vấn cô vì sao lại ở nơi này. Nếu như Selby có người thân vậy tại sao không về nhà? Đối diện với những lời chất vấn của Su Wang, Selby vẫn không nói một lời nào. Su Wang bực bội quay người bỏ đi. Cho đến khi đóng cửa hàng trở về nhà, anh vẫn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với Selby. Vừa bước đến cửa, Su Wang đã gặp Dong Sik đang đứng đợi ở đó. Anh ta giả vờ không quen biết Selby, bước đến chào hỏi Su Wang. Su Wang bảo Selby vào nhà trước. Sau đó anh và Dong Sik đến một nhà hàng gần đó nói chuyện. Dong Sik khuyên Su Wang đến công ty nhà mình làm việc. Mặc dù quy mô không lớn như tập đoàn của chủ tịch Seong, nhưng sẽ có đãi ngộ vô cùng tốt với Su Wang. Dù gì anh cũng là học sinh xuất sắc nhất trường, không nên lãng phí tài năng ở cửa hàng bán cá. Thế nhưng Su Wang không có tâm trạng nghe Dong Sik nói chuyện. Su Wang thấy bên ngoài cửa sổ trời mưa lớn, lo lắng trong nhà bị dột, Selby bị ướt sẽ sinh bệnh. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Selby nhưng không có ai bắt máy. Lòng Su Wang như lửa đốt, gấp gáp nói tạm biệt Dong Sik sau đó chạy về nhà. Về đến nhà, anh thấy Selby dùng tấm nhựa bọc lấy đống sách chuyên ngành của mình, còn cô thì ngồi một bên bị mưa dột ướt hết. Selby cảm thấy chồng sách này là ước mơ của Su Wang, cho nên muốn bảo vệ nó không bị mưa ướt. Su Wang cảm động không thôi, nhưng đối với anh mà nói Selby lại càng quan trọng hơn đống sách kia. Khoảnh khắc đó anh chợt nhận ra anh đã yêu Selby rồi, anh không muốn cô rời đi. Su Wang không bận tâm đến chuyện tương lai sau này hai người có chia tay hay không, lúc này anh chỉ muốn ở bên cạnh Selby từng phút từng giây mà thôi. Su Wang hôn nhẹ lên môi Selby, nói ra lời thổ lộ giấu trong lòng bấy lâu. Anh cũng rất thích Selby, vô cùng thích. Nhìn thấy tình cảm của mình đã được đáp lại, Selby giướng người lên chủ động hôn Su Wang. Thư ký báo cáo với chủ tịch Seong, thư ký Dung đã ra tù. Thư ký Dung trong lời bọn họ chính là người đang ngồi ăn mì tôm này. Chủ tịch Seong sai người theo dõi hành tung của thư ký Dung, đồng thời tăng thêm người tìm kiếm nơi ở của Selby. Nhưng bọn họ đã chậm một bước, phe bên kia đã gọi điện hẹn gặp thư ký Dung, đồng thời gửi địa chỉ tiệm cá của Selby cho anh ta. Thư ký Dung lập tức đến tiệm cá thăm dò. Selby tưởng nhầm ông ta là người đến ứng tuyển làm việc. Cô quay vào gọi Su Wang, thấy hai người nhiệt tình như vậy, thư ký Dung tương kế tự kế đóng vai mình là người đến ứng tuyển. Trong lúc đang trò chuyện với Su Wang, thư ký Dung cứ luôn nhìn chằm chằm vào Selby.
còn đặc biệt hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi. Sau khi biết được tuổi của Selby, thư ký Dung chắc chắn Selby chính là con gái của mình, mà Selby và ông chủ cho vay nặng lãi có hẹn. Cô vội vàng nói dối muốn về nhà nghỉ ngơi. Thư ký Dung biết được con gái mình ở chung với Su Wang suýt chút nữa thì phát điên. Selby đi cùng với ông chủ cho vay nặng lãi, mang theo một hộp trang sức mà mẹ cho cô muốn bán lấy chút tiền. Nhưng không ngờ sau khi kiểm tra, ông chủ tiệm vàng nói đây không chỉ là đồ trang sức, mà nó còn là văn vật nên đưa nó đến bảo tàng trưng bày. Nhưng Selby không để ý những chuyện này, cô chỉ muốn đổi nó lấy thêm chút tiền. Sau đó cô cầm theo một túi tiền ra khỏi cửa tiệm. Selby mua một loạt đồ gia dụng, cô sửa sang lại ngôi nhà nhỏ của mình và Su Wang. Từ trong ra ngoài, cô sơn lại một lượt đến tối xung quanh trở về nhà. Nhìn thấy ngôi nhà sáng lấp lánh thì vô cùng kinh ngạc. Selby đội vòng hoa trên đầu giống như một tiên nữ biết phép thuật. Cô nói với Su Wang cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Lúc Su Wang đang vui vẻ nắm lấy tay Selby, đột nhiên Selby cảm nhận được gì đó. Cô thu lại nụ cười. Selby ôm lấy Su Wang bảo anh đừng rời xa cô. Ngày hôm sau, Selby thức dậy trong ánh mắt ấm áp của Su Wang. Hai người đến mở tiệm cá bắt đầu một ngày làm việc mới. Ở một góc khác, Min Jun đứng ở đó nhìn Selby và Su Wang cười đùa vui vẻ với nhau. Anh cười một cái rồi quay người rời đi. Nhưng Min Jun không biết rằng vị hôn thê của anh đang theo dõi mình. Vì muốn biết Min Jun và cặp đôi bán cá kia có quan hệ như thế nào, cô giả vờ đến mua hàng dò hỏi những người bán hàng bên cạnh. Cuối cùng đã nắm được xương xương tình hình. Bọn họ có lẽ là mối quan hệ tình tay ba. Vị hôn thê vội vàng đến gặp Min Jun. Cô muốn biết Selby trong lòng anh là người như thế nào. Nhưng Min Jun không muốn cô biết Selby là ai. Để bảo vệ Selby, anh thà kết hôn với cô. Nhưng điều đó lại khiến cô vị hôn thê càng tò mò hơn. Su Wang và Selby tiếp tục sống những ngày tháng hạnh phúc chỉ có hai người. Ngoài những lúc bận rộn ở tiệm cá, Su Wang còn đưa Selby đến nhà thờ cầu nguyện. Sau khi biết được ý nghĩa của việc cầu nguyện, Selby vui vẻ cảm ơn chú đã cho cô gặp được Su Wang. Ước nguyện của cô là hai người sẽ không bao giờ chia xa. Sau khi rời khỏi nhà thờ, Su Wang đến tiệm trang sức. Anh lặng lẽ đặt chiếc hoa và nhẫn vàng chuẩn bị cầu hôn với Selby. Tin tức thư ký Dung đã ra tù được chuyển đi nhanh chóng. Người ngư dân này năm đó đã cứu Su Wang và cho anh một cuộc đời mới cũng đã nhận được tin tức. Chủ tịch Seong nói tin này cho Phù Thủy. Ông muốn biết bây giờ bà nghĩ như thế nào về thư ký Dung. Phù Thủy nói rằng so với tình cảm thì bà cảm thấy áy náy nhiều hơn. Chủ tịch Seong vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ngay từ khi bắt đầu, người có tình cảm với bà trước là bản thân ông. Nhưng sau đó Phù Thủy lại lựa chọn thư ký Dung. Phù Thủy nghe thấy những lời này, trên mặt bà tỏ vẻ khinh thường. Bà cảm thấy thư ký Dung tốt đẹp hơn nhiều so với chủ tịch Seong bị ổi. Chủ tịch Seong hứa hẹn sẽ cho bà tự do, nhưng bởi vì kiêng dè cha mình mà vẫn luôn không giữ lời. Những lời này gợi lên ký ức đáng sợ trong đầu chủ tịch Seong. Nhiều năm trước, vào một đêm mưa, ông đưa Phù Thủy về nhà. Khoảnh khắc hai người gặp nhau, Phù Thủy vẻ mặt đầy trào phúng cười cười, khiến chủ tịch Seong cảm thấy ớn lạnh. Từ trước đến nay, ông chưa từng hối hận khi nhốt bà trong nhà mình, bởi vì nếu để Phù Thủy sống ở thế giới ngoài kia thì sẽ dẫn đến nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa. Sáng hôm sau, bố nuôi đến khu chợ tìm gặp Su Wang. Lúc đang nói chuyện với Selby, ông nhìn thấy dây chuyền cô đeo trên cổ thì đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sau đó ông lại thấy thư ký Dung đang làm việc trong tiệm, sắc mặt ông càng thêm trầm trọng. Thư ký Dung cũng cố gắng né tránh ánh mắt của ông. Hai người này vậy mà lại có quen biết. Đến tối, ông bố nuôi Su Wang hẹn thư ký Dung ra ngoài nói chuyện. Ông phẫn nộ khi thấy thư ký Dung làm việc ngay bên cạnh con trai mình. Thư ký Dung cũng thẳng thắn nói ra Selby là con gái ông. Ông đến đây cũng vì muốn bảo vệ con gái mình mà thôi. Nhưng ông bố nuôi vẫn không bỏ qua. Ông siết cổ áo thư ký Dung chất vấn hỏi ai đã cử ông đến đây. Thư ký Dung gầy yếu không chịu nổi bố nuôi sự áp bức của bố nuôi Su Wang, thế là vội vàng khai ra chống lưng là phe đối địch với chủ tịch Seong. Selby bên này bị ai đó chụp lén. Hóa ra nhóm tìm kiếm của chủ tịch Seong đã tìm ra khu chợ kia. Chủ tịch Seong ra lệnh cho bọn họ đưa Selby đi, sắp xếp cho cô ở trong một biệt thự hẻo lánh nào đó. Dường như ông không muốn làm lớn chuyện này. Ai ngờ đâu Min Jun đã vô tình nghe thấy nhân viên bàn bạc kế hoạch bắt Selby. Sau đó hai chiếc xe chở theo một nhóm người mặc đồ đen đến trước cửa khu chợ. Quản lý chợ biết tin đám người này đang tìm Selby. Với suy nghĩ nhanh nhạy của ông thì cho rằng đây chính là gia tộc của Selby. Để bảo vệ tình yêu của Selby và Su Wang, ông túm lấy một cậu học sinh đi ngang đó. Ông bảo cậu ta nhanh chóng đi báo tin cho Selby và mấy người bán hàng gần đó. Cậu ta chạy đến nói có người xấu muốn đến bắt Selby. Sau khi biết tin, nhóm người ngoài chợ bắt đầu gây khó dễ, ngăn chặn nhóm người áo đen. Nhân lúc hỗn loạn, Su Wang dẫn Selby nhanh chóng chạy trốn. Lúc này bọn họ gặp được Min Jun đang đến khu chợ. Nhưng Min Jun không phải đồng bọn với nhóm người áo đen, còn giúp Su Wang và Selby chặn đường bọn người kia, giúp hai người dễ dàng chạy trốn. Có sự đồng tâm hiệp lực của những người bán hàng, bọn họ luôn miệng nói rằng chưa bao giờ gặp Selby. Nhóm người áo đen không thu hoạch được gì, còn náo động gọi công an phường đến, lấy lý do bọn họ cản trở các tiểu thương buôn bán, đã đuổi bọn họ ra khỏi khu chợ. Trải qua một trận đau tim ban ngày, Su Wang đột nhiên nhớ đến một chuyện. Anh nhận ra đám người áo đen kia chính là nhân viên của khách sạn đó, cũng là nhóm người đã từng đi tìm Selby 2 năm trước. Lúc gặp được Min Jun, ánh mắt anh ta nhìn Selby cho thấy hai người có quen biết nhau. 2 năm trước, bởi vì cho Selby ở nhờ mà Su Wang đã xảy ra nhiều chuyện đau lòng, khiến anh mất đi người mẹ yêu quý của mình. Nó vẫn luôn là vết thương lòng mà không bao giờ Su Wang muốn nhắc lại. Như vậy xem ra Selby chính là con gái của chủ khách sạn đó, hơn nữa còn có quan hệ trực tiếp với gia tộc chủ tịch Seong. Su Wang hy vọng Selby có thể nói ra thân phận của cô. Chuyện đến nước này, Selby cũng không muốn giấu nữa. Cô nói ra tất cả chân tướng cho Su Wang. Những chuyện mà gia tộc nhà chủ tịch Seong gây ra cho anh và Selby khiến anh vô cùng tức giận. Su Wang bỏ lại Selby đứng đó một mình.
còn anh lái xe đến khách sạn làm loạn. Su Wang muốn gặp chủ tịch Seong. Min Jun và cấp dưới nhanh chóng đi đến. Su Wang được đưa đến gặp chủ tịch Seong. Chủ tịch Seong nhìn thấy Su Wang vẫn còn sống trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng trong mắt Su Wang chỉ toàn là thù hận và thất vọng. Từ nhỏ anh đã nhận được học bổng của chủ tịch Seong, anh xem chủ tịch như một người cha của mình. Nhưng chủ tịch Seong vì muốn giữ bí mật của Seobi mà đã giết hại mẹ anh không thương tiếc, còn truy sát anh vẻ ngoài đạo mạo chỉnh tề che đi bản chất độc ác cùng cực. Su Wang làm ầm ĩ nói rằng anh sẽ công khai bí mật của Seobi cho cả thế giới biết, vạch trần mọi chuyện xấu xa do cả nhà chủ tịch Seong làm ra. Su Wang nói xong thì bỏ đi. Min Jun đuổi theo khuyên Su Wang đừng vì thù hận cá nhân mà để Seobi rơi vào nguy hiểm. Một khi thân phận của Seobi bại lộ thì người muốn có được cô sẽ nhiều không đếm xuể, kẻ không có được sẽ ra tay hạ sát. Nếu không muốn kết cục như vậy, hãy đưa Seobi về nhà giấu đi, đó là cách phù hợp nhất. Quay về phòng, Min Jun hỏi chủ tịch Seong năm đó có phải ông đã giết mẹ Su Wang, hơn nữa còn truy sát Su Wang. Chủ tịch Seong phủ nhận nhưng lại không chịu biện giải cho mình, bởi vì bây giờ ngồi tranh cãi vấn đề này đã không còn quan trọng nữa. Mẹ của Su Wang không phải do ông giết hại, nhưng cũng vì ông không trông coi Seobi cẩn thận nên bà mới chết, chung quy cũng đều là lỗi của ông. Su Wang trở về căn nhà nhỏ, vành mắt đỏ hoe hỏi Seobi đi vì sao lại đến tìm anh. Nếu như Seobi không xuất hiện, anh còn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc yên bình cùng với người mẹ yêu quý của mình. Thế nhưng điều càng khiến anh đau khổ chính là anh đã yêu Seobi mất rồi, đổi sinh mạng của mẹ nhận lấy tình yêu của mình. Làm sao Su Wang có thể sống hạnh phúc với nó được? Seobi bước đến muốn ôm lấy Su Wang đang đau khổ nhưng lại bị anh lạnh lùng đẩy ra. Ngày hôm sau, chủ tịch Seong đến bệnh viện, ngồi bên cạnh người cha bị tâm thần của ông. Ông Seong miệng lẩm bẩm nói một mình, lời nói tràn ngập ý muốn giết chết phù thủy. Chủ tịch Seong nhớ lại nhiều năm trước, ông tận mắt chứng kiến phù thủy đang chĩa súng vào bố mình. Kết quả sau khi nổ súng, mẹ của phù thủy lúc đó đã lao ra chắn đạn, sau đó chết trong vòng tay của phù thủy. Chủ tịch Seong lạc trong miền ký ức khóc nức lên. Sau lưng chuyển tới giọng nói của ông bố, phù thủy đang lợi dụng gia tộc của mình, nhất định phải xử lý cô ta. Lúc ra khỏi bệnh viện, chủ tịch Seong đầu óc hỗn loạn bước đi lảo đảo. Ông vừa rời đi, Min Jun đã đến bệnh viện, anh muốn xem sổ ghi chép chữa trị của chủ tịch Seong. Chủ tịch Seong đến căn nhà nhỏ của Seobi, ông bảo Seobi hãy chuyển đi khỏi đây, chuyển đến nơi mà Min Jun không thể tìm thấy, còn nhắc nhở cô không được ở cùng con người quá lâu, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ. Chỉ cần Seobi đồng ý chuyển đi, chủ tịch Seong sẽ xem xét cho hai mẹ con cô gặp mặt. Từ sau khi biết được bí mật của Seobi, Su Wang suốt ngày mặt nặng mày nhẹ nhìn như người mất hồn. Nhưng lại đúng vào lúc này, trong chợ truyền tai nhau tin tức Seobi và Su Wang sắp kết hôn. Nhóm tiểu thương trong chợ liên tục đến tặng quà. Đúng lúc bị Su Wang bắt gặp, anh đứng trước mặt mọi người giận dữ bảo Seobi rời khỏi đây đừng bao giờ xuất hiện nữa. Bởi vì lúc đối diện với Seobi, anh luôn cảm thấy đau khổ tột cùng. Seobi vô cùng uất ức, cô ngồi xổm xuống khóc nức lên. Nhóm người ngoài chợ thấy vậy thì bắt đầu trách móc Su Wang. Su Wang đành phải thu lại cơn giận, nhẹ nhàng khuyên Seobi về nhà cùng anh. Seobi ngây thơ cho rằng Su Wang không còn tức giận nữa, ngoan ngoãn đi theo anh về nhà. Vừa ngồi lên xe đã nhìn thấy hoa và nhẫn trong xe. Seobi tự đeo nhẫn lên tay mình, nụ cười lại hiện trên môi. Ai ngờ vừa về đến nhà, Su Wang liền thu dọn đồ đạc của Seobi. Anh muốn cô hãy chuyển đến nơi khác ở trước đã. Seobi muốn bù đắp cho Su Wang, nhào đến kéo lấy tay của anh. Sự tiếp xúc nhất thời lại khiến cô cảm nhận được tương lai. Khuôn mặt vô cùng kinh ngạc sợ hãi, Seobi hét lên. Su Wang nhất định phải đi gặp người phụ nữ kia. Su Wang không hiểu cô định làm gì, cũng không hiểu câu nói vừa nãy có ý gì. Ngày hôm sau, anh giúp Seobi tìm một căn nhà khác. Tôi đến trở về nhà không thấy bóng dáng Seobi, Su Wang vô cùng lo lắng. Anh đi khắp nơi quanh khu nhà tìm Seobi. Lúc này cô đang ngồi một mình trong văn phòng của ông chủ cho vay nặng lãi, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô ở đây ngủ một đêm. Ngày hôm sau, ông chủ cho vay nặng lãi vừa đi làm, Seobi muốn mượn anh tiền để thuê nhà. Ông chủ cho vay nặng lãi nghe xong liền biết cô và Su Wang cãi nhau, anh không muốn cho cô vay tiền là bởi vì anh muốn cô và Su Wang hòa giải. Nhưng thái độ của Seobi rất kiên quyết, nếu như ông chủ cho vay nặng lãi không cho cô vay tiền thì cô sẽ đi tìm cách khác. Ông chủ cho vay nặng lãi chỉ còn cách trấn an Seobi trước, sau đó ra gọi điện cho Su Wang. Tên hám tiền không biết điều này lại đang ngồi lên kế hoạch cho Seobi. Hắn khuyên cô có khả năng đoán trước tương lai rồi thì khác gì có một bà bói giữa chợ đâu, giúp người dân xem tướng xem số như vậy có thể kiếm được tiền mà không cần đi xin người khác. Seobi cảm thấy cũng có lý, thế là liền đi kết hợp với một bà đồng giúp cả xóm xem trước tương lai. Lời tiên đoán của Seobi rất linh nghiệm, cô không chỉ giúp cho tên hám tiền gặp được bạn gái tương lai mà còn giúp bà cô quán giàu tránh khỏi sự báo thù của chồng cũ. Cả khu phố đều ca ngợi cô hết lời, nhưng Su Wang lại rất tức giận đi tìm Seobi. Anh dứt khoát kéo cô đi. Su Wang rất ghét khả năng tiên đoán của Seobi, bởi như vậy sẽ khiến cho chủ tịch Seong càng thêm tham vọng, cũng khiến cho người dân trong xóm kinh ngạc nhưng lại không cứu nổi mẹ mình. Su Wang trách Seobi năm đó đã đoán trước được mẹ anh chết mà lại không nói với anh, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Su Wang cũng ước Seobi chưa từng chạy ra ngoài, thậm chí là mong cô không có khả năng tiên đoán. Khi Seobi nói cô mong muốn trở thành người bình thường thì mới có thể tìm được Su Wang, nhưng bây giờ có vẻ là bản thân quá ích kỷ, không lường được trước mà đem lại tổn thương cho Su Wang. Seobi đau lòng, có lẽ tình yêu và sự bình thường đối với cô mà nói là thứ không thể. Cô xoay người tạm biệt Su Wang rồi rời đi. Giấc mơ chạy ra khỏi tòa lâu đài với cô có lẽ kết thúc rồi. Seobi rời khỏi khu chợ, giữa đường bắt gặp thư ký Dung. Thư ký Dung nói bản thân chính là cha của Seobi, nhưng Seobi nghe xong kinh ngạc rời đi, không chấp nhận được thân phận của ông. Seobi đi đến khách sạn, cô hỏi tìm gặp Min Jun.
ước định giữa hai người vẫn coi như còn hiệu lực. Min Jun nói rằng bản thân sẽ thực hiện lời hứa rồi dẫn Seo Bi vào nhà. Chủ tịch thấy Seo Bi quay về thì không vui một chút nào, bởi vì tối qua ông đã gặp ác mộng. Trong ác mộng, phù thủy trở nên rất đáng sợ, hại bố của chủ tịch Seong biến thành bộ dạng như bây giờ. Chủ tịch Seong bị dọa sợ tỉnh, ông sợ rằng người gặp báo ứng tiếp theo chính là mình. Mật thất mở ra, Seo Bi vui vẻ chạy vào trong, nhưng phù thủy mẹ thất thần bà ngơ ngác hỏi Seo Bi là ai, cứ giống như một cái xác không hồn. Seo Bi không biết mẹ mình đã trở nên như này, chỉ có thể ôm mẹ khóc lớn. Đến tối, Su Wang đi vào giáo đường, nhớ về những ngày anh cùng mẹ đến đây. Đây chính là nơi trước đây bố mẹ tổ chức hôn lễ, nhưng từ lúc bố anh qua đời mẹ anh không dám đến đây nữa, bà sợ mình sẽ đau lòng. Từ khi chồng mất, trong lòng bà vẫn còn oán trách người chồng quá cố, bởi vì ông đã bỏ rơi hai mẹ con quá sớm. Quay về thực tại, tiếng cười của mẹ vẫn còn ở bên. Su Wang rơi nước mắt. Về đến nhà, anh mở bưu kiện mà Seo Bi để lại. Cô để lại mọi thứ mà Su Wang cho cô, bên trong có cả giày của mẹ anh. Đó chính là 2 năm trước khi Seo Bi đi lần đầu chạy trốn, rồi trốn trong nhà Su Wang, mẹ anh đã tặng cho cô đôi giày này. Nhìn đôi giày, Su Wang nhớ lại khoảng thời gian với Seo Bi. Seo Bi trong ký ức anh có nụ cười rất ngọt ngào. Su Wang lúc này càng thêm đau lòng, anh ôm đôi giày vào lòng khóc nức nở. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Seo Bi, Min Jun tìm đến chủ tịch Seong. Anh đã xem ghi chép điều trị của chủ tịch, anh có rất nhiều câu hỏi còn cả những tính toán của mình nữa. Min Jun chắc chắn Seo Bi không phải phù thủy xấu xa, mà chỉ là một cô bé phù thủy tiên tri yếu đuối cần được bảo vệ. Từ trước đến nay anh vẫn luôn yêu cô, và kể từ bây giờ anh sẽ đối xử với cô với tư cách là người anh yêu. Anh sẽ không như chủ tịch Seo Bi chỉ coi cô như một món đồ. Nhìn Min Jun tự tin như vậy, chủ tịch Seong có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không cất lên lời. Ngày hôm sau, chủ tịch Seong đến mật thất, ông muốn đưa phù thủy và Seo Bi đi. Lần này Seo Bi ra ngoài đã tiên đoán cho không biết bao người, lời tiên tri cũng cần phải có cái giá của nó. Cô đã chạm vào tay của quá nhiều người. Chủ tịch Seong không cho phép Seo Bi mang trên mình đôi bàn tay bẩn thỉu đó động vào người Min Jun, như vậy sẽ hại cả đời Min Jun. Khi chủ tịch Seong dứt khoát hành động, phù thủy đột nhiên tỉnh lại. Bà như con sư tử mẹ điên cuồng chạy đến trước Seo Bi bảo vệ cô. Bà không cho phép bất cứ ai làm hại con mình. Hôm nay Su Wang đến đồn cảnh sát đăng ký đổi tên, một lần nữa quay về với cái tên Su Wang. Su Wang nói với bố nuôi năm đó bản thân chọn cách giấu họ giấu tên, bởi vì khi còn mang cái tên Su Wang, anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện xui xẻo. Nếu không vứt bỏ quá khứ đi, bản thân sẽ không thể an nhiên mà sống tiếp. Cho đến khi Seo Bi xuất hiện, cô cứ khăng khăng gọi cái tên Su Wang. Cô cũng đem lại nhiều may mắn và ý nghĩa hơn cho cái tên. Lúc này Su Wang mới nhận ra cho dù bản thân có xui xẻo như thế nào thì cũng sẽ có người yêu anh, ví dụ như Seo Bi hay người mẹ quá cố của anh vậy. Vậy nên anh không muốn chạy trốn nữa, anh chấp nhận bản thân. Trong chợ, mọi người mấy ngày nay không thấy Seo Bi đâu cả nên bọn họ rất nhớ cô. Mọi người tìm đến Su Wang hỏi anh bao giờ cưới. Su Wang chỉ có thể nuối tiếc trả lời, Seo Bi về nhà rồi sẽ không bao giờ quay lại đây đâu. Nghe tin này mọi người đều rất ngạc nhiên, đặc biệt là thư ký Dung, ông khóc lớn ngay tại chỗ, hét lớn nói rằng Seo Bi là con gái 20 năm chưa gặp của mình. Mọi người nghe xong lại càng kinh ngạc, cả xóm ngồi tụng lại nói chuyện về thư ký Dung. Lôi thôi, thế kia tại sao lại có thể là bố của Seo Bi? Su Wang cũng không khỏi tò mò, anh tra hỏi thư ký Dung quan hệ của ông và chủ tịch Seong là như thế nào. Thư ký Dung trả lời trước đây mình từng là thư ký của chủ tịch Seong, và cũng chính thời gian đó ông đã gặp phù thủy. Lúc này Seo Bi cũng hỏi mẹ về thư ký Dung. Phù thủy mẹ thừa nhận đó là bố của Seo Bi, đồng thời cũng cảm thấy áy náy với thư ký Dung. Đáng lý ra thư ký Dung sẽ có một cuộc đời sung sướng, nhưng bởi vì bà má ông ta trở nên khổ sở. Hôm nay chủ tịch Seong nhắc nhở Min Jun về hôn lễ với con gái nhà tài phiệt, đồng thời thúc giục Min Jun nhanh chóng kết hôn với hôn thê. Nhưng ông đâu biết rằng Min Jun sớm đã thống nhất chuyện hủy hôn với cô gái ấy. Chủ tịch Seong trợn tròn mắt. Nếu như vậy, tập đoàn sẽ đối mặt với hàng loạt kiện tụng và phải bồi thường số tiền lớn. Bây giờ chỉ còn cách kết hôn để liên minh. Tình hình hiện tại không thể để cho Min Jun quyết định được. Đối mặt với sự trách móc của chủ tịch, Min Jun không hề cúi đầu. Anh cảm thấy mình có đủ năng lực để vực dậy lại tập đoàn lần nữa. Chủ tịch Seong cho rằng Min Jun sẽ đi nhờ sự giúp đỡ của Seo Bi, lập tức bảo anh bỏ suy nghĩ đó đi. Đôi bàn tay của Seo Bi đầy lời nguyền, Min Jun tuyệt đối không được động vào cô. Nhưng chủ tịch Seong vẫn chưa kịp nói xong với Min Jun, anh đã rời đi. Ông chỉ có thể lo lắng trong lòng. Sau khi về nhà, Min Jun sắp xếp một mật thất mới cho Seo Bi theo yêu cầu của cô. Min Jun tôn trọng mọi ý kiến của cô, vì muốn cảm ơn Seo Bi chủ động nắm lấy tay của Min Jun, nói ra ý kiến giải quyết vấn đề tài chính cho công ty. Nhưng Min Jun nói với cô bản thân không cần đến những lời tiên tri, Seo Bi không cần thiết phải làm vậy. Nói xong anh mở cửa sổ ra, trước mắt là một phong cảnh rộng lớn và những luồng gió mát, làm cho Seo Bi cảm thấy rất thoải mái. Cô để ý trên tay mình vẫn còn đeo chiếc nhẫn cầu hôn của Su Wang. Khi quay về nhà, cô quên mất chưa trả lại anh. Đến tối, Min Jun và Seo Bi cùng nhau ăn tối bên cửa sổ. Khung cảnh rất nên thơ, nhưng phù thủy đứng từ xa lại cảm thấy rất lo lắng. Sau khi Seo Bi rời đi, vận đen của Su Wang lại bắt đầu, nhưng trong đó vẫn có điều khác, trong cái rủi lại có cái may. Ví dụ như Su Wang làm lật đổ ô che nắng của quán khác thì vừa hay lại cứu được một đứa trẻ, hoặc là khi Su Wang đi sửa điện, anh càng sửa càng hỏng, khiến cho cả chợ mất điện rất lâu. Nhưng chính vì mất điện, lái thương này mới không bị đóng băng trong kho đông. Khi mọi người đang cảm ơn Su Wang, cũng thuận tiện cảm ơn Seo Bi luôn. Chính vì có cô xuất hiện nên mới giúp Su Wang đổi vận, nhưng Su Wang không cười nổi. Bây giờ cái tên Seo Bi làm cho anh cảm thấy rất suy sụp. Một ngày có một người phụ nữ tìm đến Su Wang, hỏi Su Wang xem phù thủy tiên tri ở đâu. Lúc này Su Wang mới nhớ ra, lúc trước Seo Bi từng tiên đoán bản thân,
anh sẽ gặp một người phụ nữ. Người phụ nữ hỏi chỗ ở của phù thủy tiên tri, nhưng Su Wang bảo không biết. Người phụ nữ chỉ đành để lại tấm danh thiếp, bảo anh nếu có thông tin thì hãy liên lạc. Su Wang cầm tấm danh thiếp lên xem. Người phụ nữ là giám đốc Kim của bảo tàng văn hóa dân tộc. Còn bên này, sau khi Selby về bên, Min Jun đã đưa ra lời tiên đoán về khó khăn của công ty. Theo lời của Selby, Min Jun thành công thu về một khoản tiền lớn, tạm thời giải quyết được khó khăn hiện tại. Nhìn thấy Selby quay về giúp Min Jun thành công, kẻ thù rất tức giận. Lúc này Jong Sik đã nói ra kế hoạch. Anh chắc chắn kế hoạch lần này sẽ thành công. Anh nói với bố người đàn ông đầu tiên nắm tay cô phù thủy này sẽ nhận được nhiều sự may mắn nhất, và người đàn ông đó sẽ trở thành người đàn ông cô yêu. Đối với Selby mà nói, người đàn ông đó chính là Su Wang. Kẻ thù nghe thấy vậy liền buột miệng nói, Su Wang không phải đã chết rồi sao? Điều này khiến cho Jong Sik càng thêm nghi ngờ. Sao bố của mình lại biết Su Wang từng chết hụt một lần? Jong Sik hỏi bố nhưng ông tức giận chuyển chủ đề. Jong Sik chỉ đành không hỏi nữa. Anh nói chỉ cần mua chuộc được Su Wang thì sẽ đứng về phía họ. Rất nhanh Jong Sik đã dẫn Sang Geun đến tiệm cá, rồi cùng Su Wang uống rượu hàn huyên. Không những vậy còn rủ Min Jun đến, nhưng Min Jun lại đem theo cả Selby. Sang Geun nhìn thấy Min Jun luôn ân cần chăm sóc Selby liền gọi cho em gái của mình. Cô em gái và Min Jun đã hủy hôn bởi vì anh ta đã yêu người khác rồi. Sang Geun lập tức phản ứng lại, người mà Min Jun yêu chính là Selby ngồi trước mắt. Vì để bênh vực em gái mà Sang Geun tức bỏ đi, cuộc gặp mặt dừng lại ở đây. Vì để tăng thêm lòng thù hận của Su Wang, Jong Sik cố tình ở lại chút giả vờ lo lắng nói với anh, sự vực dậy của gia tộc Seong sẽ phải trả giá bằng sự tự do của phù thủy. Bây giờ họ vẫn còn cơ hội cứu Selby, thế nên bây giờ chi bằng mọi người kết hợp chống lại gia tộc Seong. Nói xong Jong Sik còn mời Su Wang đến công ty nhà anh làm việc, nhưng Su Wang nhìn là biết tên này đang lợi dụng mình, anh dứt khoát từ chối lời đề nghị. Ngày hôm sau, Su Wang dựa theo thông tin của tấm danh thiếp đến viện bảo tàng tìm gặp giám đốc Kim. Giám đốc Kim nói với anh bà biết cách để cho phù thủy trở thành người thường, bởi vì trước đây bà từng là phù thủy tiên tri, bây giờ bà đã trở thành người thường. Giám đốc Kim Su Wang bảo hãy suy nghĩ để cho Selby biến thành người sẽ quay lại tìm mình, nhưng không được để cho quá muộn, bởi nếu để cô mãi như vậy sẽ khiến cho Selby gặp nguy hiểm. Ở bên này, Selby đang ngồi với mẹ, cô cho mẹ xem những bức ảnh đời thường ở chợ. Phù thủy mẹ rất có hứng thú với quán bánh quẩy. Selby vui vẻ gọi Min Jun nhờ anh đưa mình đến chợ mua bánh quẩy về cho mẹ ăn. Vừa đến đầu chợ, Selby gọi điện thoại cho bà thím. Bà thím nghe xong hét toáng khắp chợ báo Selby đã về. Cả xóm nghe thấy đều rất vui mừng, đồng loạt chạy ra đưa đồ của quán mình tặng cho Selby. Lúc này Su Wang cũng trở về đứng trước mặt của Selby và Min Jun. Mọi người thấy cảnh tay ba sắp diễn ra rồi, thế là nhanh chóng rời đi. Selby quay lại chào Su Wang, nhưng lúc này Su Wang lại nghĩ tới lời của giám đốc Kim. Giám đốc nói cứ để buông lỏng Selby như vậy rất nguy hiểm, bởi vì những nguy hiểm mà cô đã giúp mọi người ngăn chặn lại tất cả sẽ lại đổ dồn vào cô. Nếu cứ tích tụ ngày càng nhiều thì lúc đó phù thủy tiên tri sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát và tấn công người thân nhất. Giờ thì Su Wang cũng hiểu vì sao hai mẹ con Selby bị nhốt giam trong mật thất. Thật ra đây không phải là ý đồ xấu của chủ tịch, mà ông làm là vì bảo vệ những người xung quanh. Su Wang trách móc Min Jun không nên để Selby ra ngoài. Min Jun vừa định nói lại thì bị Selby ngăn cản. Cô tạm biệt Su Wang và cùng Min Jun trở về khách sạn. Đến sảnh khách sạn, mẹ của vị hôn phu đã đợi sẵn. Bà đích thân đến vì chuyện hủy hôn và muốn kết nối lại cuộc hôn nhân này. Lúc này bà nhìn thấy Selby đi bên cạnh Min Jun, nghi ngờ hỏi cô là ai. Selby lập tức trả lời mình là em họ của Min Jun. Khi đi thang máy, Min Jun bảo Selby không cần bao che cho mình. Anh đã quyết định từ hôn với vị hôn thê rồi, bởi người anh yêu là Selby. Nhưng Selby biết Min Jun chỉ coi mình là phù thủy dẫn lối cho anh thôi. Anh trân trọng cô chứ không phải yêu cô. Thế nhưng hôm nay Selby đột nhiên xuất hiện, nhìn cô cùng Min Jun bên nhau khiến cho thư ký Jung rất bức bối. Tối hôm đó ông đã uống say ở quán vịt nướng. Su Wang đưa thư ký Jung về nhà lúc vẫn còn hơi men. Thư ký Jung nói bản thân rất ghét mẹ của Selby. Người phụ nữ này đã hủy hoại đời ông. Sau khi ra tù, thư ký Jung gặp Selby phát hiện cô và phù thủy y hệt nhau. Nhìn thì có vẻ ngây thơ vô tội, nhưng đằng sau vẻ đẹp ngọt ngào đó là tai họa khiến con người phải sợ. Thư ký Jung khuyên Su Wang đừng thích Selby nữa. Cho dù là có thích đến mấy cũng sẽ thay đổi thôi. Nhìn thấy đồ ăn Selby mang từ chợ về, rồi thấy con gái hòa hợp với loài người như vậy, phù thủy mẹ hy vọng cô có thể tiếp tục sống tự do bên ngoài. Selby muốn rời đi cùng mẹ nhưng phù thủy mẹ lắc đầu. Bà đã không thể sống như người thường được nữa rồi. Nhiều năm về trước, phù thủy đã bắn súng về phía chủ tịch, không may trúng vào người của mẹ mình. Đó chính là sai lầm lớn nhất đời bà mà không thể nào bù đắp được. Bên này, ông chủ cho vay nặng lãi tìm đến Su Wang. Anh đã điều tra ra nhân vật lớn kia rồi. Đó chính là công ty đối thủ của chủ tịch Seong. Su Wang biết hai công ty này không thể xem thường. Nếu cứ như vậy, Selby sẽ gặp nguy hiểm mất. Anh nhờ ông chủ cho vay nặng lãi điều tra một lần nữa bên đối thủ. Lúc này, Jong Sik đến khách sạn. Sau khi mua chuộc bảo vệ của Selby thì ngồi xuống trước mặt cô, đưa cho cô ví tiền bảo cô xem cho mình tương lai. Selby nắm lấy tay của Jong Sik bảo anh ngày mai đi đến cửa hàng chung ăn sủi cảo. Sau khi tiên đoán xong, Selby quay trở về mật thất. Cô đột nhiên cảm thấy đau đầu chóng mặt. Sau khi mẹ hỏi han, Selby thừa nhận bản thân vừa xem bói cho Jong Sik. Lúc tiếp xúc với anh, Selby nhìn thấy con rắn đang động đậy. Nó thâm độc nham hiểm, độc ác, bắt nạt những người yếu đuối. Phù thủy mẹ bảo cô đừng động vào con rắn, nếu như không may kích động nó sẽ khiến nó trở thành một con quái vật lớn hơn. Điều này khiến Selby nghĩ về người mẹ đã mất của Su Wang. Năm đó Selby đã nhìn ra trước sự việc, nhưng vì nghe lời phù thủy mẹ mà giữ im lặng. Nhưng lựa chọn này lại khiến cho Su Wang cảm thấy đau khổ. Selby kích động sau khi tức giận với mẹ, cô cúi đầu xuống xin lỗi. Phù thủy mẹ không trách cô,
có một số chuyện có nói ra cũng không thể thay đổi được kết cục. Hơn nữa tương lai mà cô nhìn thấy chưa chắc đã hoàn toàn chính xác, mà đó chỉ là một giây ngắn ngủi thôi, vậy nên tốt nhất vẫn phải cẩn thận. Nghe mẹ nói, Selby gật đầu. Ngày hôm sau, Dong Sik đưa thuộc hạ đi ăn sủi cảo chờ đợi kỳ tích của phù thủy. Ở phòng bên cạnh, Su Wang và quản lý chợ đang ngồi ở đó. Hóa ra gần đây chợ sẽ có một số thay đổi. Mặc dù chính phủ đã trợ cấp đa phần số tiền, nhưng số còn lại các tiểu thương làm sao trả được. Lúc này tên xã hội đen ra mặt đề nghị có thể dùng giá rẻ để cho các tiểu thương vay. Su Wang đã nhìn được ý đồ của tên xã hội đen, thế là anh đã tận dụng kiến thức kinh doanh mình từng được học, giúp quản lý chợ ra mặt đàm phán. Su Wang không khách khí mà chỉ ra kế hoạch, định nuốt trọn số tiền của tên xã hội đen, sau khi lấy được tiền thì sẽ lập tức bỏ chạy, để lại một khoản nợ lớn cho tiểu thương gánh vác. Sau khi Su Wang vạch trần tên xã hội đen, tên này lúng ta lúng túng, vì để bịt miệng Su Wang, hắn nói sẽ chia một phần tiền cho Su Wang. Lúc này Dong Sik mở toang cửa bắt đầu dạy dỗ tên xã hội đen. Hóa ra công ty cho vay của hắn chính là một công ty nhỏ của tập đoàn đối thủ. Dong Sik còn tỏ vẻ chính nghĩa. Sau khi răn đe, tên xã hội đen liền nhân cơ hội lấy lòng Su Wang, một lần nữa mời Su Wang về công ty anh làm việc. Nhưng Su Wang vẫn nhất quyết từ chối. Khi rời khỏi nhà hàng, anh nhìn thấy Selby và Min Jun đang ngồi ăn ở đó. Selby mời Su Wang ăn cùng mình. Trong bữa ăn, Selby kể chuyện mình đã xem bói cho Dong Sik. Thật may là cô đã làm vậy mới có thể bảo vệ khu chợ. Mặc dù cô nhìn thấy tương lai của Dong Sik, nhưng lại không lựa chọn giúp đỡ kẻ xấu. Sau khi dùng bữa, Min Jun đưa Selby về nhà. Vừa về đến nhà đã bị chủ tịch Seong chỉ trích. Gần đây nội bộ tập đoàn không chỉ lan truyền thông tin Min Jun và hôn thê hủy hôn, còn lan truyền cả thông tin ông bị mắc bệnh thần kinh. Một đống phóng viên đã đến bao vây công ty. Chủ tịch Seong đổ hết lỗi lên đầu Selby. Selby không cãi lại mà trả lời đây là những gì mà Min Jun mong muốn. Thì ra hai người đã liên minh chống lại chủ tịch Seong. Hai người không chỉ lan tin ông bị mắc bệnh thần kinh, Min Jun còn thay đổi người giám hộ. Như vậy không chỉ hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của chủ tịch, mà còn khiến cho cổ đông lung lay, từ đó giành lại quyền điều hành. Chủ tịch Seong tức giận, ông đến mật thất chất vấn hai mẹ con Selby. Rốt cuộc thao túng Min Jun như vậy là vì mục đích gì? Phù thủy trả lời bà không hề thao túng Min Jun. Mọi việc thành ra như này là đều do chủ tịch tự làm tự chịu, là do ông cứ muốn sắp xếp cuộc đời con trai mình, nên đã làm dậy lên sự phản kháng của Min Jun nhận về báo ứng. Chủ tịch Seong sững sờ, ông khóc ngay tại chỗ. Ông không hiểu tại sao mình lại rơi vào cảnh đường cùng này. Phù thủy ngồi dậy đưa tay về phía chủ tịch Seong, muốn giúp ông dự đoán trước tương lai, giải quyết tạm thời vấn đề trước mắt. Nhưng chủ tịch lại từ chối, ông cười ngu ngốc rồi rời đi. Tin tức Min Jun thay đổi người quản lý đã đến tai của bên đối thủ. Hắn cảm thấy gia tộc Seong có người bị thần kinh thật mất mặt. Hơn nữa còn cảm thấy tập đoàn dạo gần đây thật lắm chuyện đen đủi. Nhưng càng loạn thì mình lại càng có cơ hội. Thái độ của Dong Sik rất thẳng thắn, cảm thán Min Jun đúng là mất hết nhân tính. Có thể coi đây là một tấm gương học tập. Nói xong còn cố ý chăm sóc bố, bảo bố cẩn thận không kẻo lại mắc hội chứng mất trí của người già. Từ khi có Su Wang giúp đỡ mọi người thoát khỏi bẫy tiền của tên xã hội đen, mọi người trong chợ biết chuyện đều bảo anh từ một anh chàng xui xẻo, nay đã trở thành ngôi sao may mắn của cả chợ. Trong nhà hàng chung ngày hôm đó, cũng chính là do Selby cố tình sắp xếp ông chủ cho vay nặng lãi và Dong Sik gặp nhau. Nhưng cho dù là bản thân đã thăng quan tiến chức, ông chủ cho vay nặng lãi vẫn không quên ân huệ ban đầu. Anh nhắc nhở Su Wang bản thân đã vào trong tổ chức nghe ngóng. Anh nói rằng bọn này sẽ không để yên cho Selby đâu. Buổi tối, ông chủ cho vay nặng lãi vì muốn chúc mừng nên đã mời mọi người đến quán vịt quay ăn uống. Nhìn thấy mọi người vui vẻ, Su Wang đột nhiên nhớ đến Selby từng nói với anh rằng nhất định sẽ giúp anh người may mắn nhất chợ. Không ngờ rằng ngày đó đến nhanh như vậy. Chỉ là Selby không được ngồi đây ăn mừng cùng anh. Sáng hôm sau, Su Wang đến viện bảo tàng hỏi giám đốc Kim cách để Selby trở thành người bình thường. Nghe đến đây, giám đốc Kim kể ra câu chuyện của mình. Phù thủy đã xuất hiện từ thời cổ đại cho đến nay. Đến sau thời kỳ Hàn Quốc xảy ra chiến tranh, mẹ của giám đốc Kim đã được một thương nhân chăm sóc. Nhưng lúc đó phù thủy có hai cô con gái. Vào một đêm, giám đốc Kim lén lút chạy khỏi căn nhà đã bị khóa rồi trốn vào trong giáo đường. Ở đây bà đã gặp mối tình đầu là mục sư của mình. Mục sư đã giúp bà đập vỡ chiếc vòng lam bảo mà phù thủy vốn có. Từ đó về sau, bà đã mất đi khả năng tiên đoán rồi trở thành một người bình thường. Mặc dù giám đốc Kim đã đích thân trải qua quá trình thành người, nhưng bà vẫn không biết làm cách nào mới có thể để người mình yêu đập vỡ đá lam bảo. Nguyên nhân ra sao chỉ có thể để Su Wang đi tìm. Giám đốc Kim nhắc nhở anh, Selby đã phải gánh chịu rất nhiều vận xui của mọi người. Nếu không nhanh chóng biến cô thành người, thì rất nhanh cô sẽ biến thành phù thủy xấu đi phù phép mọi người xung quanh. Nghe đến đây, Su Wang lập tức đến khách sạn tìm Selby. Anh muốn cô cùng anh trở về chợ, muốn cô không tiên đoán cho con người nữa. Nhưng Selby từ chối, mọi thứ đã quá muộn rồi. Lúc Selby còn tin vào tình yêu còn đợi Su Wang quay trở về thì anh lại vô tâm đuổi cô đi. Bây giờ Selby đã lựa chọn Min Jun rồi, không thể quay đầu được nữa. Nói xong, cô trả lại nhẫn cầu hôn cho Su Wang, sau đó quay người cùng Min Jun rời đi. Đến tối, Su Wang cô đơn về nhà. Anh đeo nhẫn của Selby vào tay mình rồi lặng lẽ trở về phòng. Mỗi góc trong căn phòng đều có hình bóng của Selby, nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng. Su Wang chỉ có thể ngồi cạnh giường, nhớ lại khoảng thời gian đã ở cạnh Selby. Anh đã từng nói không có thứ gì quan trọng hơn Selby, nhưng Su Wang lại không giữ lời hứa. Bây giờ mất Selby rồi mới hối hận không kịp. Ở bên này, nhân lúc Min Jun và chủ tịch Seong bất hòa, đối thủ bắt đầu họp cổ đông trực tiếp nói rằng chủ tịch Seong bị bệnh, còn bảo Min Jun thì bất hiếu đuổi cha đi, làm cho họ không thể tiếp tục xây dựng gia tộc lớn mạnh. Cổ đông nghe cũng thấy hợp lý, đồng loạt trở mặt với chủ tịch Seong. Sau khi biết tin này, chủ tịch Seong nói chuyện với Min Jun lần nữa, bảo anh đừng để cho bên đối thủ có cơ hội phá hỏng cả cơ nghiệp. Bây giờ hai người cần hợp sức với nhau, nhưng Min Jun không muốn nghe lời bố.
Anh rất kiêu ngạo thề rằng sẽ không bao giờ làm hòa với chủ tịch Seong, vì tự anh cũng có thể giải quyết vấn đề. Nhìn thấy con trai hận mình như vậy, chủ tịch Seong cảm thấy vô cùng bất lực, ông chỉ có thể tìm cách khác. Ngày hôm sau, chủ tịch đích thân đến gặp đối thủ. Ông đối chất bảo hắn dừng ngay mấy trò bẩn thỉu lại. Từ trước đến nay, chủ tịch Seong chưa từng xem trọng đối thủ. Nếu như để tập đoàn lại cho hắn thì sớm muộn cũng tán ra bại sản. Nếu như đến lúc đó đối thủ vẫn chưa thắng nổi bản thân thì đừng mơ cướp được tập đoàn. Câu nói đó đã khiến đối thủ giận tím người. Hắn lập tức tìm đến thư ký Dung, uy hiếp ông ngày mai phải đem Selby đến trước mặt mình, nếu không thì đừng có trách. Thư ký Dung nhát chớt chỉ còn cách viện cớ gặp Selby. Nhìn thấy thư ký Dung như vậy, Selby vẫn không chấp nhận ông làm bố. Cô biết ông đang giúp kẻ xấu muốn bán đứng mình. Thư ký Dung đứng hình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng Selby không muốn làm khó ông, trực tiếp đi đến công ty của đối thủ. Đối thủ nhìn thấy thư ký Dung mang Selby đến liền cười rất đắc ý. Hắn đưa tay ra bảo Selby dự đoán tương lai. Khi hai người chuẩn bị chạm tay vào nhau, đối thủ liền rút tay lại. Hóa ra ông không cần Selby tiên đoán, vài ngày sau ông sẽ sắp xếp một vị khách quý đến. Tới lúc đó sẽ bảo Selby đến tiên tri, Selby lập tức đồng ý. Cô dẫn thư ký Dung rời khỏi công ty đối thủ. Đến hành lang, Selby nói với thư ký Dung, những người đó từ giờ về sau sẽ không quấy rầy ông nữa đâu. Thư ký Dung cảm thấy rất có lỗi, thật không xứng với một người cha. Nhưng Selby nhắc lại ông không phải là bố của cô. Lúc này Su Wang vội vàng đi đến. Anh trách thư ký Dung tại sao đưa Selby đến đây. Tên này trước đây từng cho xã hội đen đi bắt Selby là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy Selby tức giận, Selby chủ động trấn an anh, còn bảo anh cùng quay về chợ ăn cơm đi. Sau khi Selby rời đi, đối thủ nhận được một đoạn tin nhắn. Là tin nhắn uy hiếp của tên xã hội đen từng bị Dong Sik đuổi việc. Đối thủ tức lên người nhưng lại không dám xem nhẹ tên kia. Dong Sik đã nhanh nhẹn cảm nhận được đối thủ và tên xã hội đen kia có gì đó với nhau. Sau đó anh tìm đến thuộc hạ hỏi. Lúc này anh mới biết bí mật của bọn họ có liên quan tới sự việc Su Wang suýt bị giết năm đó. Bên này cả khu chợ thấy Selby quay về, mọi người tranh nhau đến nói chuyện với cô. Selby nói mình có việc phải tạm biệt mọi người. Sau đó nói thầm với mọi người vài câu, mọi người nghe xong đều hiểu ý rời đi. Lúc sau ông chủ cho vay nặng lãi đến, Selby lại nói thầm vào tai anh mấy câu. Nghe xong anh cũng rời đi, chỉ để lại Selby và Su Wang ngồi với nhau. Su Wang rất tò mò không biết cô đã nói gì với mọi người. Nhưng Selby lại không trả lời cô, bảo anh đừng trách thư ký Dung. Su Wang gật đầu, anh cũng hiểu nỗi khổ của thư ký Dung. Lúc này Selby hỏi anh đã gặp người phụ nữ mà cô từng nhắc đến chưa. Su Wang đưa cho cô danh thiếp của giám đốc Kim. Đúng lúc này Min Jun xuất hiện đưa đi Selby đi. Sau đó Su Wang và Min Jun ngồi riêng nói chuyện. Min Jun hy vọng Su Wang đừng làm phiền Selby nữa. Nhưng Su Wang lại cảm thấy Selby không hề cam tâm khi quay về mật thất. Cô quay về là bởi vì ở đó có mẹ. Khi Min Jun chuẩn bị rời đi, Su Wang nhắc nhở anh đừng bao giờ cầm tay Selby nữa. Nếu bắt cô xem tương lai nhiều quá sẽ rất nguy hiểm đến cô. Ngày hôm sau, thư ký của ông chủ cho vay nặng lãi bê một thùng giấy đến. Nói đây là đồ chơi mà đại ca xã hội đen đã cất giữ. Ông chủ cho vay nặng lãi tìm được một món đồ chơi hình con thỏ trong đó. Liền nhớ tối qua Selby đã nói với mình là phải đưa món đồ chơi này cho Su Wang. Ông chủ cho vay nặng lãi đang định tìm Su Wang thì Dong Sik dẫn người tới. Anh ta nói muốn lấy một chiếc USB của đại ca xã hội đen. Cùng lúc đó quản lý chợ dẫn theo mấy tiểu thương ngoài chợ bước vào. Họ mang theo hoa và quà để chúc mừng ông chủ cho vay nặng lãi được thăng chức. Trong lúc mọi người đang vui vẻ cười nói, con thỏ đồ chơi bị rơi xuống sàn. Vì muốn nhặt lấy nó, ông chủ cho vay nặng lãi cố tình làm đổ thùng xốp đựng đầy hải sản. Mùi tanh bốc lên khắp phòng làm Dong Sik không thể nào chịu nổi, anh ta bịt mũi rời khỏi đó. Ông chủ cho vay nặng lãi thấy Dong Sik rời đi, liền ngồi xuống sáu trong đống cá và đá trên sàn nhặt được con thỏ lên. Anh ta vội vàng đưa con thỏ cho Su Wang. Su Wang bẻ đầu nó ra, phát hiện nó là một cái USB. Min Jun dẫn Selby đi đến gặp hôn thê của anh. Trước khi đi, Min Jun sai người đem mấy giá quần áo đến cho Selby lượm. Nhưng Selby chỉ vừa với bộ cô đang mặc trên người, bởi vì nó là bộ đồ mà ông chú đầu chọc ngoài chợ tặng cho cô. Min Jun không vui lắm, anh không thích Selby quá thân thiết với đám người ở khu chợ. Bây giờ Min Jun có khả năng chăm sóc cô. Nói xong, Min Jun lấy ra một chiếc điện thoại mới đưa cho Selby dùng, đổi cái cũ lúc trước Su Wang mua cho cô. Selby thay quần áo cô được trang điểm thành người của gia tộc giàu có. Trước khi đi, Selby đưa danh thiếp của giám đốc Kim cho mẹ mình, nói rằng cô đã tìm được người này. Phù thủy cầm trên tay tấm danh thiếp, trong lòng ngổn ngang đầy suy tư. Khi phù thủy còn trẻ, mẹ bà đã từng nói với bà, nếu như trốn ra được nhất định phải đi tìm giám đốc Kim. Trong bữa tối, Selby và vị hôn thê của Min Jun vui vẻ tán gẫu. Selby còn muốn mời vị hôn thê đến mật thất tham quan, nhưng đã bị Min Jun lên tiếng ngắt cuộc trò chuyện. Selby hiểu ý của Min Jun, anh không muốn người ngoài bước vào mật thất. Sau khi về đến nhà, phù thủy mẹ bảo Min Jun rời đi. Sau đó bà nói với Selby rằng mình muốn gặp Su Wang. Thế nhưng hai người đã chia tay, Selby không tìm được lý do nào để gặp anh nữa. Lúc này phù thủy mẹ nói giữa hai người luôn có một mối liên kết. Rất lâu trước kia đã được sợi dây gắn kết đó buộc chặt vào nhau. Trong nhà Su Wang, thư ký Dung vô tình tìm thấy một bức ảnh. Trong bức ảnh là Su Wang hồi nhỏ và phù thủy mẹ. Thư ký Dung bỗng nhiên bừng tỉnh. Thì ra năm đó ông và phù thủy mẹ sau khi chạy thoát khỏi gia tộc Seong, người tốt bụng cho hai người ở nhờ chính là mẹ của Su Wang. Su Wang sờ sờ bụng của phù thủy mẹ, hỏi thăm Selby lúc đó còn chưa ra đời. Khi tay nhỏ của Su Wang chạm vào phù thủy, bà nhìn thấy tương lai Su Wang và Selby đang đi chơi ở công viên, còn có cả cảnh anh bị truy sát rơi xuống biển. Phù thủy mẹ vẻ mặt buồn bã nói xin lỗi với mẹ của Su Wang. Sau đó bà quay sang nhìn Su Wang với ánh mắt bối rối. Sau khi ở nhờ nhà vài ngày, bố chủ tịch Seong bắt đầu lên kế hoạch. Ông ta dùng tiền mua chuộc thư ký Dung, đưa phù thủy mẹ đến cho ông. Ai ngờ ngày giao người hôn đó chỉ có sát thủ đến trao đổi. Thời khắc quan trọng, phù thủy mẹ ra tay cứu giúp thư ký Dung.
bà còn bảo ông hãy mau chạy đi, nhưng người của gia tộc đã bao vây toàn bộ nơi này. Vì thế thư ký Dung bị đổ tội và bị bắt vào tù. Trong lúc say sưa kể lại chuyện cũ, thư ký Dung buộc miệng nói ra, sát thủ năm đó chính là cha nuôi của Su Dung. Đến tối Su Quang mở USB trong con thỏ ra xem. Trong video là cuộc nói chuyện của phe đối diện đang sai người truy sát anh. Su Quang tức giận lập tức lái xe đến nhà cha nuôi để xác nhận chuyện trước có phải ông muốn giết anh hay không. Thấy ông trầm mặc thừa nhận, Su Quang lại hỏi ông vì sao không ra tay ngược lại còn cứu anh. Cha nuôi nói rằng bởi vì ông từng nghe được một lời tiên tri. Năm đó lúc phù thủy mẹ ngăn ông để thư ký Dung chạy đi, thì đã nói ra đứa con trai ruột của ông vốn nên chết vào ngày hôm nay. Nhưng nếu như bây giờ ông về nhà đóng bình ga thì sẽ ngăn chặn được trận cháy nhà. Cậu con trai có thể sống đến khi thành niên. Phù thủy mẹ đã cứu con trai ông một mạng. Bà cũng hy vọng rằng 20 năm sau ông sẽ cứu một cậu bé mà ông bắt buộc phải xử lý nó. Đây là giao hẹn giữa hai người. Thời gian trôi nhanh, đã qua 20 năm sau khi ông nhận được lệnh phải giết chết Su Quang, thì xác định người mà phù thủy mẹ muốn ông cứu chính là anh. Trong mật thất, chủ tịch Seon mệt mỏi ngồi bên cạnh phù thủy mẹ, hỏi bà rốt cuộc ông phải làm gì mới có thể ngăn cản. Min Jun không thể khống chế bà và Seobi. Nghe xong, phù thủy mẹ thỉnh cầu ông cho bà gặp mặt Su Quang. Chủ tịch Seon đang định liên hệ với Su Quang thì anh đã gọi đến cho ông trước. Anh mở video trong chiếc USB con thỏ cho chủ tịch xem. Anh có thể giao cái này cho phía cảnh sát để bọn họ trừng trị đám người phe đối diện. Nhưng nếu làm vậy thì thân phận của Seobi sẽ bị lộ, cả thế giới sẽ biết sự tồn tại của cô ấy. Cho nên anh đã gọi cho chủ tịch Seon để ông tự xử lý. Su Quang chỉ có hai mong muốn, một là phải để kẻ địch chịu trừng phạt thích đáng, hai là thả mẹ con nhà phù thủy ra. Chủ tịch Seon vẻ mặt đăm chiêu nói, điều kiện đầu ông hoàn toàn có thể đáp ứng, nhưng cái thứ hai thì rất khó, bởi vì bây giờ Seobi tự nguyện ở lại, để Seobi trở về như mong muốn ban đầu của cô. Su Quang đồng ý sẽ đứng về phía chủ tịch Seon. Anh lấy thân phận thư ký của chủ tịch Seon vào làm việc trong khách sạn, ở bên cạnh Seobi phụ trách lo liệu cuộc sống sinh hoạt của cô và phù thủy mẹ. Sự xuất hiện của Su Quang khiến Seobi vô cùng kinh ngạc. Vừa hay cô cũng có chuyện muốn nói với Su Quang, nhưng lúc này anh lại muốn đi gặp phù thủy mẹ, nên đành phải khéo léo từ chối Seobi. Sau khi vào mật thất, Su Quang và phù thủy mẹ gặp lại nhau. Anh vẫn còn nhớ bà chính là gì đã đến ở nhà anh hồi nhỏ, đồng thời còn cảm ơn lời tiên tri của bà đã cứu bản thân lúc cận kề cái chết 2 năm trước. Phù thủy mẹ vô cùng tín nhiệm Su Quang, bà giao Seobi nhờ anh chăm sóc cho cô. Buổi tối Su Quang đến tìm Seobi, anh nói rằng lý do anh đến nơi này chính là để bảo vệ cô, nhưng Seobi cho rằng gia tộc Seon quỷ kế đa đoan, cô lo anh sẽ gặp nguy hiểm. Su Quang chỉ cười nói có Seobi ở bên cạnh anh chính là một ngôi sao may mắn, gặp tình huống nào cũng sẽ hóa nguy thành an. Nói xong, Su Quang lấy ra một quyển sách chuyên ngành và một cái nơ thư ký Dung tặng đưa cho Seobi. Seobi nhớ quyển sách này chính là một trong những quyển mà cô cứu nó không bị ướt trong đêm mưa đó. Chạm lên bìa sách, Seobi lại nhớ đến cuộc sống tươi đẹp khi cô và Su Quang ở cùng nhau. Trên mặt Seobi bất giác nở nụ cười. Đến đêm, phù thủy mẹ lần đầu tiên chủ động mời chủ tịch Seon vào mật thất. Bà nói cho ông biết một bí mật đã che giấu nhiều năm. Hóa ra Seobi không phải là con gái của thư ký Dung mà là con của chủ tịch Seon. Năm đó phù thủy mẹ muốn tìm cách rời khỏi mật thất, nên đành phải mượn cớ này lừa thư ký Dung. Đây cũng là nguyên nhân Min Jun và Seobi không thể yêu nhau. Hai người chính là anh em cùng cha khác mẹ. Nghe xong những lời này, chủ tịch Seon bật khóc quỳ xuống trước mặt phù thủy mẹ, cầu xin bà tha thứ cho những sai lầm ông đã gây ra. Ngày hôm sau, chủ tịch Seon cố tình để Su Quang là người chăm lo cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con phù thủy trước mặt Min Jun. Min Jun trong lòng khó chịu không phục, vừa rời khỏi văn phòng chủ tịch, ai ngờ lại gặp anh em nhà Sang Geun. Sang Geun vừa gặp Min Jun đã đấm anh một phát, trách mắng anh không tôn trọng vị hôn thê của mình. Vị hôn thê một mực muốn lên tiếng giải thích, nhưng không ngăn được cơn giận của Sang Geun. Đến khi Sang Geun phất khỏi tay cô bỏ đi, vị hôn thê mới thở phào một hơi. Lúc này cô thấy Seobi và Su Quang đang bước đến thì vô cùng ngạc nhiên. Vị hôn thê biết quan hệ giữa ba người là gì, thế là cô hẹn Seobi nói chuyện. Vị hôn thê nói thẳng bản thân cô biết Min Jun thích Seobi nên mới chủ động rút lui, nhưng bây giờ lại thấy Seobi dẫn bạn trai đến công ty, quả thực đã làm trái ngược với ý tốt của cô. Vị hôn thê tỏ ra bất mãn. Lúc này Seobi nắm lấy tay cô nói một câu trong bó hoa nên thêm một bông cẩm tú cầu. Câu nói không liên quan này làm vị hôn thê không hiểu Seobi đang nói gì. Cô đứng dậy rời đi. Đối với Seobi thì vô cùng thất vọng. Vị hôn thê thừa nhận cô vẫn luôn thích Min Jun. Từ nhỏ anh đã là hình mẫu lý tưởng của cô. Bây giờ anh vẫn là hình tượng nam chính trong lòng cô. Nhưng không ngờ một Min Jun tài giỏi anh tuấn như vậy lại hèn mọn tự ti trong tình yêu của mình. Vị hôn thê vừa buồn cho anh cũng xót thương cho bản thân mình. Tâm hồn tràn ngập tình yêu của cô, vậy mà phải đi tác hợp cho Min Jun với người trong lòng anh. Lau đi nước mắt, vị hôn thê quyết định phải tranh thủ đi tìm hạnh phúc của cô. Bên này Su Quang đổi bàn ăn trong mật thất thành và nhiều người. Anh muốn có cảm giác gia đình trong căn phòng. Min Jun và Su Quang trở thành những vị khách đầu tiên. Trong lúc phù thủy mẹ gắp đồ ăn cho Min Jun khiến anh bất ngờ vui mừng. Khung cảnh này làm Seobi và Su Quang nhìn nhau cười. Đêm xuống, chủ tịch Seon đứng trên sân thượng. Ông nhớ lại cảnh khi gặp Seobi lúc mới thành niên. Seobi cười lên xinh xắn, khóe miệng ông cũng không kìm được mà nâng lên. Ông vui biết bao khi biết mình có một cô con gái đáng yêu hoạt bát như vậy, nhưng không biết rằng con gái ông sẽ còn gặp những bất trắc gì nữa. Ông chủ cho vay nặng lãi cũng nhận được sự tín nhiệm của bố con nhà phe đối diện. Anh muốn dựa vào sự tín nhiệm này để từng bước tìm hiểu về những hành vi phạm pháp của cha con nhà đối thủ. Đối thủ giao cho ông chủ cho vay nặng lãi nhanh chóng tìm tên đại ca xã hội đen kia về cho ông. Điều mà đối thủ không ngờ, tên đại ca xã đã bị cha nuôi của Su Quang thu nhận. Hiện giờ hai người đang sống trong một ngôi nhà bên bờ biển với nhau. Ngày hôm sau, phù thủy được sự đồng ý của chủ tịch
đã cùng Su Wang đến viện bảo tàng gặp giám đốc Kim. Phù thủy muốn giải cứu Selby để cô trở lại thành người bình thường, không phải trả giá cho những lời tiên tri của mình như bà hiện giờ. Nhưng giám đốc Kim nói rằng muốn cứu được Selby thì trước hết bà phải hủy diệt tập đoàn Seong, bởi vì tập đoàn này được xây lên nhờ vào sức mạnh của phù thủy. Bên trong nó tích tụ vô số vận rủi ở khắp mọi nơi. Selby không muốn rời khỏi tập đoàn là để loại bỏ những xui xẻo này. Nhưng làm như vậy chỉ là một lần nữa rơi vào vòng lặp. Sẽ luôn có một phù thủy bị mắc kẹt trong một căn phòng bí mật trục tội cho xui xẻo của tập đoàn. Nếu muốn chặt đứt vòng lặp này chỉ có thể làm cho lâu đài sụp đổ. Phù thủy rơi nước mắt chỉ cần vì Selby bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhưng giám đốc Kim lại nhắc nhở bà hủy diệt tập đoàn Seong không thể chỉ dựa vào một mình bà. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Min Jun, vị hôn thê liền đến tiệm hoa. Cô muốn mua một bó hoa mang đến nghĩa trang để cúng bái mẹ của Min Jun. Cô đi đến nghĩa trang, Min Jun cũng đang ở đây. Nhìn thấy vị hôn thê vẫn còn nhớ hoa cẩm tú cầu là loài hoa yêu thích của mẹ anh, trong lòng Min Jun vô cùng vui mừng. Cũng có cái nhìn khác với vị hôn thê của mình. Vì Su Wang vào làm việc tại tập đoàn Seong, nên cửa hàng cá của anh liền giao cho thư ký Dung tiếp quản. Qua tiếp xúc, ông cũng dần dần lấy được tình cảm từ các tiểu thương xung quanh. Chủ nhà của Su Wang dường như có hảo cảm với thư ký Dung, nên thường xuyên đến giúp ông quán xuyến công việc. Từ xa, Su Wang mặc âu phục dày ra đi đến cửa hàng của mình, khiến mọi người ở đó xúm lại hỏi thăm anh. Su Wang chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng đưa thư ký Dung về nhà. Thư ký Dung vô cùng thắc mắc không biết Su Wang đưa mình về nhà làm gì, nhưng khi ông nhìn thấy người phụ nữ trước mặt thì vô cùng ngỡ ngàng. Thư ký Dung nhìn thấy phù thủy đã xa cách nhiều năm, ông lập tức quỳ gối trước mặt cô khóc nức nở. Ông xin lỗi cô vì quyết định phản bội cô năm đó, nhưng phù thủy cũng có một cảm giác tội lỗi sâu sắc đối với ông. Sau khi hai người bình tĩnh một chút, phù thủy bắt đầu giải trừ thuật thôi miên mà bà đã làm 20 năm trước với ông. Bà nói với thư ký Dung, Selby không phải là con gái của ông, hai người chưa bao giờ yêu nhau. Năm đó vì muốn thoát khỏi gia tộc Seong, bất đắc dĩ bà mới thôi miên thư ký Dung rằng hai người đang yêu nhau và có con. Bà làm như vậy cũng chỉ vì muốn thư ký Dung đưa bà đi chạy trốn. Thư ký Dung sau khi được giải trừ lời nguyền thôi miên, ông giống như vừa trải qua một giấc mơ dài giờ mới tỉnh lại. Ông thẫn thờ nói với Su Wang, Selby không phải là con của ông. Ông không biết sau này Selby có còn gặp lại ông nữa không. Su Wang liền lấy ra một hộp trang sức mà phù thủy nhờ anh đưa cho ông. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Nhìn chiếc nhẫn, thư ký Dung như nhớ ra điều gì đó, vội gạt nước mắt và nói với Su Wang chuyện Selby từng vì ông mà giao ước với phe đối thủ. Cô sẽ xem tương lai cho một người nào đó. Mà lúc này đối thủ đã đưa Selby đi đến một tòa nhà. Hắn không biết rằng cậu con trai Jong Sik cũng đã bám theo. Cậu rất tò mò không biết bố mình đưa Selby đến bệnh viện tâm thần để gặp ai. Selby đi theo đối thủ đến căn phòng khóa kín ở cuối hành lang. Bên trong là cha của ông và chủ tịch Seong, chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Selby. Đối thủ muốn Selby xem ông còn cổ phần giấu ở đâu hay không và khi nào thì về với các cụ. Nhưng khi Selby cầm tay chủ tịch tiền nhiệm lại nói huyết mạch của ông sắp đến rồi, lời nguyền trói buộc của cả đời ông cũng được người đó mang đi. Nhưng đối thủ lại không muốn biết điều đó. Hắn điên cuồng kéo cô đứng lên và hỏi điều hắn muốn biết. Nhưng đúng lúc này Selby cũng đụng vào tay đối thủ. Cô liền bảo ông ta đi tìm giám đốc Kim, bà ấy sẽ cho ông những gì ông muốn. Vừa nói xong, chủ tịch Seong liền xông vào phòng bệnh. Ông không nói gì mà đưa Selby rời đi. Sau khi về nhà, chủ tịch Seong muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và đối thủ. Nhưng đối thủ đã dùng tính mạng của thư ký Dung để uy hiếp Selby, nên cô không thể tiết lộ ra chuyện mình đã thấy. Chủ tịch Seong nhìn ra Selby có điều khó nói, vì vậy không ép cô nữa mà lặng lẽ đi ra ngoài. Ngay khi ông muốn rời đi, Selby đột nhiên giơ tay ra muốn tiên tri cho chủ tịch Seong. Sau khi hai người nắm tay nhau, Selby nói ra một tin tức mới sẽ được đăng trên TV. Một công ty Mỹ sẽ bị đóng băng. Chủ tịch Seong suy nghĩ một chút sau đó liền lên một kế hoạch để hạ đối thủ. Ông muốn tìm cách để đối thủ đầu tư vào công ty Mỹ đó. Min Jun nghe nói Selby bị đối thủ mang đi, vội vàng trở về mật thất thăm cô. Ai ngờ vừa gặp anh, biểu hiện trên mặt Selby lại vô cùng quỷ dị. Cô lao đến túng cổ áo Min Jun, đôi mắt đầy sát khí nói với anh, kẻ thay thế lấy lời nguyền của cô đã đến. Thấy thế, Su Wang vội vàng ôm Selby vào lòng trấn an cô. Min Jun không hiểu lời Selby nói là ý gì, chỉ cảm thấy bất an trong lòng. Sau khi Selby bình tĩnh lại, Su Wang lấy găng tay ra hy vọng Selby đeo lên và mong cô đừng tiên tri trước cho người khác nữa, bởi vì cô đã tiên tri quá nhiều nên đã vượt tầm kiểm soát. Từ đó làm Su Wang cảm thấy đau lòng. Selby nói với Su Wang, mặc dù cô có thể nhìn thấy tương lai, nhưng cũng có những khoảnh khắc bất lực, giống như 2 năm trước cô không thể cứu mẹ của Su Wang. Nhắc đến chuyện này, Su Wang lập tức xin lỗi Selby. Lúc trước anh không nên nói những lời khó nghe với Selby làm cô đau lòng. Su Wang đeo bao tay cho Selby, đồng thời dặn dò cô không được cười ra nữa. Anh mong cô hãy làm điều đó vì anh. Su Wang lau đi giọt nước mắt của Selby rồi hôn nhẹ lên môi cô. Min Jun đứng ngoài cửa nhìn thấy hai người hôn nhau, trong lòng anh vô cùng đau khổ. Và bữa sáng ngày hôm sau, chủ tịch Seong bảo Su Wang đi gặp thư ký lấy bản hợp đồng đầu tư. Khi Su Wang đến gặp thư ký nhận bản hợp đồng còn được nhắn nhủ, chủ tịch Seong muốn anh đích thân phụ trách việc làm cho công ty đối thủ đầu tư vào công ty Mỹ kia. Để làm được điều này cần phải có một con mồi nhử. Và vừa hay Su Wang lại có quen một người phù hợp làm điều đó. Đối thủ nghe theo lời Selby rất nhanh đã đến thăm giám đốc Kim. Vừa mới gặp mặt, đối thủ đã bị dung mạo của bà dọa sợ, bởi vì bà trông giống hệt người phù thủy bên cạnh cha mình. Giám đốc Kim liền giải thích với đối thủ người đã chết là chị em song sinh của mình. Đối thủ lập tức lợi dụng mối quan hệ song sinh của hai chị em để nói xấu tập đoàn Seong. Ông nói tập đoàn Seong là nơi ngược đãi các cựu phù thủy và con cháu của bà, thân là chị em của phù thủy đã mất kia. Giám đốc Kim càng nên liên thủ với ông để đánh bại chủ tịch Seong. Giám đốc Kim rất nhanh đã đồng ý, nhưng giám đốc Kim có một lời đề nghị với ông. Bà đưa cho đối thủ một bản hợp đồng.
và yêu cầu ông đầu tư vào công ty tài chính Hoa Kỳ này. Nhìn thấy số tiền quá lớn nên ông ta hơi do dự. Tuy nhiên dưới sự thuyết phục của giám đốc Kim, đối thủ đã vui vẻ đồng ý. Sau khi đối thủ rời đi, Selby và Su Wang đi ra. Giám đốc Kim liền hỏi đến hậu quả của đối thủ. Khi đầu tư vào công ty tài chính Mỹ đó sẽ như thế nào? Selby đã nói cho bà biết công ty tài chính Mỹ đó sẽ bị đóng băng. Lúc đó đối thủ sẽ mất tất cả tiền mặt trong tay. Vào thời điểm đó ông ta chỉ có hai con đường để lựa chọn. Hoặc là bán cổ phần của tập đoàn Seong để lấp đầy sự thiếu hụt của các quỹ đầu tư tư nhân, hoặc đi thẳng vào tù. Chỉ vài ngày sau khi đối thủ đầu tư vào công ty tài chính của Mỹ, thì công ty đó đã bị đóng băng vì không trả được nợ. Biết được tin này, công ty đối thủ vô cùng hoang mang. Ông ta nhớ tới lời dự báo của Selby và tức giận vì cô đã trêu chọc mình. Jong Sik cũng vô cùng tức giận, vì vài phút trước hắn đang còn vui vẻ chuẩn bị trở thành người kế thừa tập đoàn Seong. Bây giờ thì mọi thứ đã tiêu tành mây khói. Hai cha con lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ bắt thư ký Jung về đây. Ai ngờ khi đám đàn em đi đến chợ lại phát hiện cửa hàng cá đã đóng cửa. Một tên đàn em vừa mới hỏi thăm về thư ký Jung đã đi đâu, thì một toán người vây quanh ồn ào đã hét, nói thư ký Jung cũng tiền của mọi người chạy trốn rồi. Nhìn sự náo loạn của mọi người ở chợ, bọn đàn em của đối thủ cũng tin rằng thư ký Jung đã chạy trốn nên đành xoay người rời đi. Đám người của đối thủ vừa rời đi, mọi người liền ăn mừng thành công chiến thắng. Thì ra Selby đã sớm đến chợ nhờ họ giúp đỡ diễn vở kịch này. Để bảo đảm an toàn cho thư ký Jung, rất nhanh văn phòng công tố quận đã đến nhà đối thủ, đưa lệnh bắt ông với các tội danh lừa đảo đầu tư, giao dịch nội gián thị trường chứng khoán. Đối thủ liền nhanh chóng gọi điện cho các quan chức cấp cao có mối làm ăn với mình để xin cứu viện. Tuy nhiên vào thời điểm này lại không một ai muốn bắt máy của ông. Dưới tình thế cấp bách, đối thủ đành phải giả vờ ngất để được đưa đến bệnh viện, tranh thủ thời gian tìm hướng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên vào lúc này các cổ đông trong công ty đã quay xe, tất cả đều đứng về phía chủ tịch Seong. Sau khi giải quyết được mọi vấn đề, thư ký Jung mới dám xuất hiện. Ông đến gặp Selby để cảm ơn cô đã cứu mạng mình. Lúc này Selby gọi ông một tiếng bố, làm cho trái tim của thư ký Jung vô cùng xúc động. Trong suốt 20 năm ngồi tù, sự tồn tại của con gái là nguồn động viên để ông có thể cố gắng cải tạo. Tuy nhiên giờ đây tất cả chỉ là một giấc mơ với ông. Lúc này Selby cởi bỏ bao tay ra, nắm lấy tay thư ký Jung. Cô mỉm cười và nói rằng ông sẽ có một người vợ, cũng sẽ có một đứa con, và ông sẽ sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Mặc dù Selby đã vi phạm ước định của hai người, cô đã tháo găng tay ra một lần nữa để tiên tri, nhưng lần này Su Wang lại không hề ngăn cản, bởi vì anh biết những gì cô nói mang lại hy vọng cho thư ký Kim. Kể từ khi Su Wang đến nhà Min Jun, luôn cảm thấy mình đã trở thành một người bị cô lập. Phù thủy luôn ở bên chủ tịch Seong. Thỉnh thoảng Selby bị Su Wang dẫn đi chơi trong một ngôi nhà lớn như vậy, nhưng thường chỉ có một mình anh ta lủi thủi. Vì giúp Min Jun củng cố địa vị tập đoàn, vị hôn thê rất tích cực lên kế hoạch cho đám cưới của hai người. Mặc dù cô biết Min Jun không hề có tình cảm với mình, nhưng vẫn muốn theo sự sắp đặt của trái tim mà hành động. Thấy vị hôn thê làm mọi chuyện vì mình như vậy, Min Jun trong lòng có chút hổ thẹn. Su Wang và Selby nắm tay nhau đi chơi ở vùng ngoại ô. Đột nhiên Su Wang hỏi Selby có muốn cùng anh và phù thủy đi đến một nơi không có người để sống không. Nhưng Selby lại lộ vẻ mặt khó xử, cô muốn ở lại để bảo vệ Min Jun, bởi vì Selby nhìn thấy Min Jun sẽ là người nhận lời nguyền thay cho chủ tịch Seong. Su Wang không muốn nhìn thấy Min Jun gặp kiếp nạn này, liền hỏi Selby xem có phương pháp hóa giải hay không. Nhưng Selby lắc đầu, lời nguyền của phù thủy chưa bao giờ được hóa giải. Nhưng Su Wang không muốn buông bỏ, anh lẩm bẩm nhất định sẽ có cách. Sau khi đối thủ bị Su Wang và giám đốc Kim lừa cho một phố, công ty của đối thủ nhanh chóng sụp đổ. Một số chủ đầu tư đã đến đòi nợ, họ cướp sạch tài sản giá trị có bên trong. Jong Sik tức giận đuổi đám người này ra khỏi nhà. Anh nhớ đến chiếc bút ghi âm mà mình đã lén để vào người bố. Khi ông đưa Selby đi đến bệnh viện tâm thần, Jong Sik bật nút ghi âm, anh đã nghe được một câu quan trọng. Selby nói với chủ tịch tiền nhiệm rằng người cùng huyết thống sẽ đem lời nguyền đi. Jong Sik liên tục lặp đi lặp lại câu nói này, trong đầu nảy ra một ý nghĩ gì đó. Theo yêu cầu của phù thủy, chủ tịch Seong chuẩn bị công khai bí mật Selby là con gái mình. Ông đã điền vào tờ khai quan hệ gia đình, chuẩn bị nộp đơn lên tòa án để đưa Selby vào gia đình mình. Nhưng thư ký liền phản đối, một khi công khai thân phận của Selby sẽ kéo theo những câu hỏi về quá khứ lớn lên của cô và thu hút dư luận. Đến lúc đó toàn bộ tập đoàn lại rơi vào vòng xoáy dư luận, chủ tịch Seong cũng sẽ bị cổ đông bỏ rơi. Khi hai người đang tranh cãi, Min Jun đã đi vào, anh cầm lấy tờ khai. Anh không thể tin Selby chính là em gái mình. Trong mật thất, phù thủy cũng nói với Selby về chuyện này. Trong lòng Selby cũng vô cùng rối rắm, bởi vì khi còn nhỏ mẹ cô đã nói chủ tịch Selby không phải là bố cô. Vì vậy trong lòng Selby sớm đã hận người đàn ông này đến tận xương tủy. Cô liền rời khỏi mật thất đi lên sân thượng của khách sạn. Không ngờ cô lại gặp Min Jun ở đây. Min Jun kể lại lần đầu tiên anh gặp Selby liền muốn bảo vệ cô. Khi nắm tay cô, anh còn sợ làm cô bị thương. Khi thấy Selby sống ở nhà Su Wang, anh đã rất ghen tị, bởi vì anh biết Selby thích Su Wang, nhưng vẫn âm thầm dành tình cảm cho cô. Tình cảm anh dành cho cô đến bây giờ vẫn luôn là như thế, và chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai người. Mà Selby cũng từng bị Min Jun thu hút mà thích anh, nhưng sau đó cô mới phát hiện ra tình cảm mình dành cho anh chỉ là vì cô cảm thấy hai người rất giống nhau mà thôi. Mặc dù cô không thể nói ra được hai người giống nhau ở điểm nào, Selby nói với Min Jun cô rất vui khi có một người anh trai tuấn tú như thế này, nhưng đối với chủ tịch Seong cô vẫn chưa thể chấp nhận được, nhất là khi ông đã nhốt mình và mẹ trong 20 năm. Nghe điều đó, Min Jun vội vàng nói lời xin lỗi với Selby. Ngay phía sau họ, Su Wang chứng kiến cảnh hai anh em nhận nhau. Anh lại nhớ lại những lời dặn dò của chủ tịch Su Wang đối với mình lúc trước. Ông nhờ anh hãy bảo vệ Min Jun và Selby. Min Jun vẫn đứng trên sân thượng cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Bàn tay của anh đột nhiên co giật kèm theo đau đớn khiến Min Jun nhíu chặt mày. Min Jun không biết rằng đây chính là lời nguyền.
được chuyển từ đời này sang đời khác của gia tộc Seong. Lời nguyền của thế hệ này đã không truyền đến chủ tịch Seong, mà trực tiếp báo ứng trên người Min Jun. Khi chủ tịch Seong nghe phù thủy nói ra chuyện này, ông đã vô cùng lo lắng, hỏi bà có cách nào để giải quyết chuyện đó không. Phù thủy nói với ông nếu muốn cứu Min Jun, chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện công khai cho mọi người, sau đó đưa mọi thứ trở về vị trí cũ thì Min Jun mới được giải cứu. Đó cũng chính là lý do mà chủ tịch Seong bất chấp khó khăn mà công khai danh tính của Seobi, nhưng điều đó vẫn chưa thể xua tan nỗi sợ trong lòng của chủ tịch Seong. Chủ tịch Seong nhanh chóng đi tìm gặp giám đốc Kim, mong bà giúp ông sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng giám đốc Kim nhìn ra chủ tịch Seong căn bản không phải gặp bà vì đã hối lỗi và tạ lỗi, mà chỉ muốn Min Jun không phải chịu khổ nên mới đeo cái mặt nạ này lên thôi. Giám đốc Kim hỏi chủ tịch Seong sẽ vì Min Jun mà làm được đến mức nào. Chủ tịch Seong trả lời ông nguyện ý hiến dâng tính mạng mình. Nghe tới đây, giám đốc Kim giao cho chủ tịch Seong một cái hộp, bên trong hộp có một chiếc vòng đeo tay. Lúc này đối thủ đang nằm trong bệnh viện, ông đã yêu cầu cấp dưới rút ra tất cả tiền mặt dưới tên của ông để chuẩn bị chạy trốn. Dong Sik ngồi ở một bên, anh không cam tâm với thất bại này, liền đổ tất cả lỗi lầm này đều do người bố gây nên. Anh không thể chấp nhận mất tập đoàn Seong. Đôi mắt anh ánh lên tia hận thù rồi nhanh chóng rời đi. Vừa đi, Dong Sik vừa không ngừng lẩm bẩm, mình không chiếm được tập đoàn Seong thì Min Jun cũng đừng nghĩ đến. Dong Sik đã biết được qua lời tiên tri của Seobi, Min Jun sẽ là người thừa kế của tập đoàn Seong. Nghĩ đến đây, Dong Sik lập tức gọi điện thoại cho Min Jun, nói dối với Min Jun rằng ông nội dường như biết điều gì đó về Seobi, nhưng ông chỉ muốn nói với Min Jun. Sau khi Min Jun cúp máy liền ngay lập tức đi ra ngoài và vội vã đến bệnh viện tâm thần. Trong căn phòng u ám tối tăm của chủ tịch tiền nhiệm, một bóng người bước vào. Chủ tịch tiền nhiệm vươn tay về phía bóng đen đó, nhưng người đi đến lại là chủ tịch Seong. Chủ tịch Seong đeo lên chiếc vòng tay mà giám đốc Kim đưa. Ông nắm chặt tay bố mình rồi nói với ông mình sẽ đem lời nguyền của ông đi. Bây giờ ông mới là người cùng huyết thống thừa hưởng lời nguyền đó. Khi chủ tịch Seong nắm tay chủ tịch tiền nhiệm, khuôn mặt của chủ tịch tiền nhiệm đột nhiên dữ tợn, ông hét lên đau đớn. Chủ tịch Seong cũng bị một năng lượng thần bí làm cho ông không ngừng co giật, cho đến khi vòng đeo tay hấp thụ năng lượng cuối cùng trong cơ thể chủ tịch tiền nhiệm. Lúc này chủ tịch tiền nhiệm mới ngừng dãy dụa, sắc mặt đen tái rời khỏi nhân gian. Không lâu sau đó, Min Jun đi vào phòng bệnh. Chủ tịch tiền nhiệm trông giống như đang ngủ, cơ thể ông siêu vẹo nằm trên xe lăn. Min Jun tiến lên gọi ông, lúc này anh mới phát hiện chủ tịch tiền nhiệm đã qua đời. Chủ tịch Seong trở về nhà bắt đầu xuất hiện dáng vẻ mất trí nhớ run rẩy, nó giống như các triệu chứng của chủ tịch tiền nhiệm. Phù thủy nhìn vòng đeo tay đã bị đốt cháy trên cổ tay của chủ tịch Seong, bà lập tức hiểu ra là chủ tịch Seong chủ động hy sinh bản thân mình, chịu đựng lời nguyền trên người chủ tịch tiền nhiệm. Tang lễ của chủ tịch tiền nhiệm được tổ chức bởi chủ tịch Seong và đối thủ. Chủ tịch Seong tình trạng sức khỏe vô cùng tệ, luôn cần phải có người khác giúp đỡ. Tuy nhiên đối thủ và Dong Sik không phát hiện ra điều gì, nhất là Dong Sik còn đang thăm dò Min Jun. Anh hỏi Min Jun dạo này có mắt mờ chân chậm không. Nhìn Min Jun quay sang mình với khuôn mặt khó hiểu, thì hắn biết rằng lời nguyền không ứng nghiệm lên người cậu. Sau đám tang, đối thủ bắt đầu đề nghị chủ tịch Seong giúp đỡ giải quyết giúp khoản tiền đầu tư, nhưng chủ tịch Seong lại không nói một lời, ngơ ngác nhìn phía trước. Đối thủ cho rằng chủ tịch Seong không muốn để ý tới mình lập tức làm lên. Su Wang thấy chướng mắt liền đứng ra cảnh cáo hắn làm điều ác quá nhiều, sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Có lẽ sát khí của Su Wang quá mạnh mẽ, khiến cho đối thủ liền co vòi rời đi cùng với con trai. Lúc này Min Jun nhận được một bản thông báo của tòa án, anh chính thức được chỉ định làm người giám hộ của chủ tịch Seong. Đến lúc này tất cả sản nghiệp và quyền lực trong gia tộc đều thuộc về Min Jun. Min Jun liền chạy đi tìm chủ tịch Seong, anh muốn hỏi tại sao ông lại làm thế. Nhưng lúc này chủ tịch Seong giống như một khúc gỗ, không có phản ứng với mọi thứ xung quanh. Phù thủy nói với Min Jun căn bệnh này của chủ tịch Seong là kế thừa lời nguyền của chủ tịch tiền nhiệm, nhưng mà lời nguyền này ngay từ đầu là muốn rơi vào Min Jun. Tuy nhiên chủ tịch Seong đã hy sinh bản thân để cứu anh. Min Jun đột nhiên nhớ lại lời Dong Sik vừa hỏi mình lúc nãy, hóa ra hắn lừa anh đến gặp chủ tịch tiền nhiệm để anh kế thừa lời nguyền này. Tuy nhiên sự hy sinh của chủ tịch Seong đã không nhận được sự biết ơn của Min Jun, thay vào đó anh đổ lỗi cho chủ tịch Seong, đến cuối cùng đều khiến cho anh trở nên bi thảm. Anh thà biến thành thằng ngốc trốn khỏi cái nơi đáng sợ này. Sau đó Min Jun lao ra khỏi nhà Seobi, vội vàng đi theo Min Jun. Đến khi Min Jun bình tĩnh lại, anh lại tự trách mình là kẻ vô dụng, không biết gì về chuyện của chủ tịch Seong. Anh lo sợ mình không gánh vác nổi tập đoàn, anh muốn chạy trốn. Seobi khuyến khích anh dũng cảm đối mặt với hiện tại, nhưng trong lòng Min Jun vẫn vô cùng rối rắm. Anh muốn được ở một mình để bình tĩnh lại. Su Wang phóng xe đến đưa Seobi trở về, còn Min Jun sẽ đi hóng gió một chút. Seobi đột nhiên đề nghị Su Wang nắm tay mình, cô muốn xem tương lai của bản thân mình như thế nào. Khi Su Wang đưa tay cho Seobi, ai ngờ Seobi vừa bắt đầu liền nhìn thấy Su Wang bị đánh ngã xuống đất. Biến cố trong nhà khiến Min Jun nhất thời lâm vào khủng hoảng, vì vậy Su Wang đã cùng Min Jun đi uống rượu. Anh khuyến khích Min Jun vui lên. Dưới sự khích lệ của anh, Min Jun quả thật vui vẻ hơn rất nhiều. Sau khi chào Min Jun, Su Wang nhận được điện thoại của ông chủ cho vay nặng lãi và tên hám tiền. Họ được Su Wang giao phó đến nhà cha nuôi của anh. Khi họ đến nơi, tình cờ thấy cha nuôi cầm lưỡi lê đang muốn kết liễu đại ca xã hội đen. Su Wang bảo cha nuôi giao tên xã hội đen cho ông chủ vay nặng lãi, còn ông thì hãy rời khỏi đó vì cha con của đối thủ đang tìm kiếm ông, để che đậy chuyện giết người 2 năm trước. Su Wang đã chuẩn bị sẵn vé tàu chỉ chờ cha nuôi lên đường. Sau khi bắt được đại ca xã hội đen, Su Wang muốn đưa hắn đến đồn cảnh sát, nhưng Seobi lại có ý tưởng khác. Cô dặn Su Wang đem chuyện này giao cho ông chủ cho vay nặng lãi là tốt nhất. Sau khi ông chủ cho vay nặng lãi tiễn cha nuôi của Su Wang đi, liền gọi điện cho Seobi, cô nói với anh hãy giao tên xã hội đen cho Dong Sik và dặn anh giữ bí mật chuyện này với Su Wang.
ông chủ cho vay nặng lãi đến trước mặt tên xã hội đen và cho hắn nghe đoạn ghi âm mà đối thủ ra lệnh anh giết hắn. Sau khi khiến hắn kích động, ông chủ cho vay nặng lãi liền lấy chiếc USB con thỏ ra, dữ liệu trong đó đều là đại ca xã hội đen ghi chép lại những bằng chứng về tội phạm tài chính của cha con nhà đối thủ. Anh liền khuyên tên xã hội đen, nếu cha con nhà đối thủ bất nhân, vậy anh cũng không cần phải nói nghĩa khí với họ, mà hãy dùng những chứng cứ này để tống tiền lại họ. Trùng hợp thay, ông chủ cho vay nặng lãi vừa nói xong, đám thuộc hạ của Rong Xích cũng đã đến cửa nhà cha nuôi Su Wang. Khi bị bắt về đối diện với Rong Xích, đại ca xã hội đen liền dùng chứng cứ tội lỗi mình thu 10 được về hai cha con nhà Rong Xích để uy hiếp anh. Điều hắn không thể ngờ rằng Rong Xích cổ vũ hắn đi tố cáo bố mình, chỉ cần hắn tố cáo bố anh thì cuộc đời trong tù của hắn sẽ do Rong Xích lo liệu. Rất nhanh, đại ca xã hội đen đã được đưa đến đồn cảnh sát để đầu thú đối thủ đã bị bắt. Su Wang lúc này mới biết Selby đã làm những điều này. Anh được cảnh sát gọi đến hỏi về vụ việc 2 năm trước. Anh sợ rằng nếu cảnh sát điều tra thì sự tồn tại của Selby và thân phận của cô sẽ bị bại lộ. Đó là điều mà Su Wang không muốn nhìn thấy. Đến lúc đó, Selby nhất định sẽ bị người đời nhìn bằng những ánh mắt gay gắt. Anh sợ những điều đó làm tổn thương cô, nhưng tương lai đã được định sẵn, dù thế nào họ cũng không thể thay đổi. Selby còn nói đến lần trước khi cô nắm tay Su Wang, cô đã thấy hình ảnh mình đứng trước truyền thông trả lời về thân phận của mình. Sau đó Su Wang cũng rời bỏ cô. Vì vậy Selby đề nghị chia tay với Su Wang. Dù sao hai người nhất định sẽ chia tay, không bằng dừng lại từ bây giờ. Su Wang căn bản không tin những lời này. Anh tin rằng tương lai của mình và Selby sẽ được hạnh phúc, bởi vì Selby đã biến anh thành một người đàn ông may mắn. Anh sẽ sử dụng vận may của mình để ngăn chặn tất cả những bất hạnh cho Selby. Sự dịu dàng và những lời nói của Su Wang là vũ khí mạnh nhất, thoáng cái liền đánh tan quyết tâm muốn chia tay của Selby. Cô khóc và ôm lấy Su Wang trước khi thảm họa xảy ra. Selby căn bản không nguyện ý rời khỏi Su Wang. Sau khi tội ác của đối thủ được phát sóng trên tin tức, Min Jun rốt cục cũng biết 2 năm trước không phải chủ tịch Seong phái người giết Su Wang. Kể từ khi chủ tịch Seong trúng lời nguyền, Min Jun đã trải qua một thời gian ngắn khủng hoảng, nhưng anh đã nhanh chóng trấn tĩnh lại, chấp nhận Selby là em gái mình và hứa với chủ tịch Seong sẽ gánh vác trách nhiệm của người đứng đầu một gia đình, chăm sóc Selby và phù thủy. Anh cũng bắt đầu chấp nhận vị hôn thê của mình, vì anh đã ấn tượng bởi nỗ lực lâu nay của cô. Hôm nay là ngày sinh của Selby. Phù thủy lấy ra tấm thể mà Selby đã viết cho cha mình từ khi còn nhỏ, từng tờ đọc cho chủ tịch Selby nghe. Lúc này Selby đi ngang qua chủ tịch Seong, cố gắng xoay qua muốn nhìn con gái, nhưng Selby vẫn không muốn đối mặt với ông. Cô trở lại phòng bí mật lấy ra hộp âm nhạc mà chủ tịch Seong đưa cho mình trước đó. Selby tìm thấy một mẩu giấy nhỏ bên trong. Sau khi mở ra, đó là lời thú tội của chủ tịch Seong. Ông xin lỗi cô và rất vui vì có một cô con gái là cô. Đọc xong câu nói này, Selby cũng hay không được mà nước mắt tuôn rơi. Ngày hôm sau, Selby kéo Su Wang trở về chợ, nhìn thấy tình cảm giữa thư ký Dung và bà chủ nhà đang vô cùng tốt đẹp. Thấy mọi người trong khu phố vẫn yêu thương và quan tâm cô, nên trong lòng cô vô cùng vui vẻ mà mua rất nhiều thứ về nhà. Selby chia quà cho mọi người trong nhà. Đầu tiên là một chiếc khăn choàng tặng cho phù thủy mẹ. Tiếp theo đó là quà cho chủ tịch Seong và Min Jun. Selby còn lấy ra những đồ cô đã mua bằng thẻ của chủ tịch Seong đưa cô, rồi nguyện ý gọi ông là bố. Nhìn cả gia đình vui vẻ như vậy, Min Jun nhìn về phía Su Wang, chính thức giao em gái của mình cho anh ấy. Rong Xích chính thức tiếp quản công ty của bố. Còn chưa vui mừng được bao lâu liền có lệnh bắt giữ vì bị tên xã hội đen tố cáo. Khi Selby nghe tin từ ông chủ cho vay nặng lãi Rong Xích đã bị bắt, nhưng trong lòng cô vẫn mơ hồ có chút bất an, bởi vì những gì cô ấy nhìn thấy vẫn chưa xảy ra. Trước khi cảnh sát đến, Rong Xích đã kịp trốn thoát. Anh bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện. Rong Xích liền phát hiện ra ông chủ cho vay nặng lãi cùng Selby vô cùng thân thiết. Anh vô cùng tức giận khi phát hiện ra Selby đang chơi xỏ mình, anh liền lên kế hoạch phản công. Đầu tiên Rong Xích đến bệnh viện tâm thần đưa bà quản gia ra khỏi đó, rồi tìm bảo quản gia thứ hai đã bị chủ tịch Seong đuổi đi. Một cuộc họp cổ đông đang được tổ chức trong tập đoàn Seong. Họ đang bỏ phiếu tín nhiệm Min Jun làm chủ tịch mới của tập đoàn. Ngay khi các cổ đông chuẩn bị bỏ phiếu, đột nhiên họ nhận được một tin tức bà quản gia nói với cánh truyền thông. Gia đình chủ tịch Seong đã giam giữ mẹ con phù thủy trong 20 năm. Tin tức vừa ra, tất cả các cổ đông đều xôn xao. Su Wang liền lao ra khỏi phòng hội nghị. Anh biết rằng khi tin tức này bị phơi bày, Selby sẽ gặp rắc rối. Anh muốn ở bên để bảo vệ cô. Min Jun cũng dừng cuộc họp đại hội đồng cổ đông, huy động mọi người tìm kiếm Selby. Lúc này Selby đang tổ chức sinh nhật cùng với mọi người ở xóm chợ. Khi mọi người nhìn thấy tin tức này nên vô cùng thắc mắc mà nhìn Selby. Đúng lúc này Su Wang đến kịp thời đưa Selby rời đi. Khi hai người trở về khách sạn, ở đại sảnh khách sạn đã bị truyền thông vây kín. Bà quản gia vừa nhìn thấy Selby liền chỉ mặt cô và nói cô chính là phù thủy được chủ tịch Seong nuôi dưỡng 20 năm. Mọi phóng viên đều chĩa máy ảnh về phía cô, đèn flash phát sáng liên hồi. Su Wang liền lấy áo che lại cho Selby. Selby liền đi về phía quản gia nói với bà lời xin lỗi. Điều này làm cho quản gia sững sờ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Rong Xích ở bên ngoài khách sạn chứng kiến một màn này trong lòng vô cùng đắc ý. Trở về nhà, Min Jun và Selby quyết định không trốn tránh nữa mà sẽ đối diện trực tiếp. Su Wang bưng một cái bánh ngọt nhỏ vào phòng chúc mừng sinh nhật Selby. Vì rời khỏi bữa tiệc đột ngột nên Selby còn chưa kịp thưởng thức bánh kem mọi người chuẩn bị. Sau khi thổi nến, Selby dựa vào Su Wang nói rằng cô sợ ngày mai sẽ đến, bởi vì ngày mai cô sẽ đứng trước mặt tất cả mọi người thừa nhận bản thân. Su Wang an ủi cô không nên sợ hãi, ngày mai anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh Selby. Anh là một người đàn ông may mắn sẽ hóa giải tất cả những điều không may mắn bên cạnh Selby. Tại một cuộc họp báo ngày hôm sau, Selby và phù thủy mẹ xuất hiện trước giới truyền thông. Mặc dù Selby và phù thủy mẹ đã cố gắng giải thích rằng họ không bị giam cầm, mà họ chỉ sống ẩn giật trong khách sạn, nhưng các phóng viên không tin vào lý do của họ.
thậm chí còn cảm thấy hai mẹ con Selby bị buộc phải nói ra những điều đó. Đúng lúc này mọi người ở khu chợ liền xuất hiện ở buổi họp báo. Họ nói với nhà báo rằng Selby chính là bạn của họ, cũng cho họ xem những bức ảnh Selby làm việc trong một cửa hàng cá. Đây là bằng chứng chứng minh cô ấy có thể đi ra ngoài làm việc như một người bình thường cũng có thể kết bạn. Với sự giúp đỡ của mọi người trong chợ, buổi họp báo trong nháy mắt thay đổi theo chiều hướng có lợi. Dong Sik thấy vậy lập tức xoay người rời đi, lại bị Su Wang phát hiện ra. Anh vội vàng đuổi theo ra cửa nhưng Dong Sik đã biến mất. Cuộc chiến dư luận lần này đã thất bại thảm hại. Dong Sik tức dần chút cơn thịnh nộ của mình lên bà quản gia và thủ hạ của mình. Sau buổi họp báo, tin tức mới nhất nhanh chóng xuất hiện. Tất cả đều đang khen ngợi con gái của tập đoàn Seong bình dị gần gũi. Hầu như không ai nhắc lại chuyện cô bị nuôi dưỡng và giam cầm trong mật thất. Cuộc khủng hoảng của tập đoàn Seong cũng vì vậy mà được giải quyết. Nhưng Selby vẫn vô cùng lo lắng bởi vì cô ấy nhìn thấy trong tương lai có một cảnh Su Wang bị Dong Sik bắn trúng. Sau khi công khai danh tính của Selby, bước tiếp theo của Min Jun chính là chuẩn bị giải tán tập đoàn để loại bỏ những câu thần chú mà gia đình đã tích lũy được từ các thế hệ phù thủy trước. Anh nói với chủ tịch Seong về quyết định của mình, cũng xin lỗi ông vì đã không bảo vệ được sản nghiệp của gia tộc. Nhưng mà trên mặt chủ tịch Seong lại mơ hồ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ông rất vui mừng vì Min Jun có thể đưa ra quyết định này. Lúc này phù thủy cũng nói lời tạm biệt với Selby. Cuối cùng bà cũng thực hiện mong muốn của mình, đó là trở thành một người bình thường, sống phần còn lại của cuộc đời mình với chủ tịch Seong. Sáng hôm sau khi Selby ngủ dậy liền phát hiện phù thủy đã cùng chủ tịch Seong rời khỏi tập đoàn. Họ đã đi đến một nơi nào đó để ở ẩn. Thư ký của chủ tịch Seong lưu luyến tiễn biệt hai người. Sau đó một mình ông đi đến đồn cảnh sát đầu thú. Thư ký đem tất cả các cáo buộc giam cầm Selby đều do ông ấy làm. Sau khi Dong Sik biết điều đó, trong lòng rất không vui. Hắn vốn định lên kế hoạch hãm hại Min Jun và chủ tịch Seong, lại không nghĩ tới thư ký sẽ thay họ chịu tội. Nhưng Dong Sik vẫn không bỏ cuộc, liền để hai quản gia đã từng chăm sóc mẹ con nhà Selby tiếp nhận phỏng vấn trên internet. Hai người một tung một hứng biến Selby thành một ma nữ đáng sợ. Họ còn nói chính là bởi vì sự thao túng của Selby mới khiến chủ tịch Seong và chủ tịch đương nhiệm bị bệnh tâm thần. Cuộc phỏng vấn nhanh chóng lan truyền trên internet. Những người hàng xóm trong chợ cũng đã xem được nội dung đó. Mọi người đều sợ hãi bởi những mô tả của hai quản gia. Đối với Selby cũng nổi lên sự đề phòng. Hôm nay Selby đi cùng với Su Wang gửi thiệp mời đến mọi người. Cô muốn mời mọi người đến nhà mình dự tiệc, nhưng mọi người đều không dám chấp nhận nó. Khi đối mặt với Selby cũng ấp úng sợ hãi né tránh. Chỉ có thư ký Dung tiếp đãi hai người vẫn nhiệt tình như xưa. Sau đó ông nói cho hai người biết về tin đồn lan truyền trên internet. Đây rõ ràng là tin đồn lan truyền do Dong Sik tạo ra, nhưng thật đáng tiếc mọi người ở chợ đã chọn tin thất thiệt đó để tin tưởng. Khi cô về nhà, Su Wang đã an ủi cô không cần suy nghĩ nhiều. Bản thân anh cũng là người đàn ông xui xẻo nhất ở trong chợ. Bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông may mắn, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Mẹ của vị hôn thê Min Jun sau khi nghe tin bê bối của Selby, tức giận đến tận nhà hủy bỏ hôn ước của Min Jun và vị hôn thê. Ai ngờ mẹ cô vừa đi vị hôn thê sau đó kéo hành lý đến nhà Min Jun, tuyên bố rằng cô đã được qua tuổi cần trưng cầu sự đồng ý của bố mẹ để kết hôn rồi. Cô đã quyết định kết hôn với Min Jun và sẽ không đổi ý vì bất kỳ lý do nào. Lúc này Selby xuất hiện liền vui vẻ đưa vị hôn phu đến thăm căn phòng bí mật nơi cô sống. Vị hôn thê có tính cách thoải mái nên rất thích căn phòng này, một căn phòng bí mật đầy màu sắc huyền diệu. Đồng thời cô còn nhắc tới tin đồn Selby là ma nữ trên mạng, nhưng cô ấy không né tránh như những người khác, ngược lại còn nói mình thích ma nữ, nhất là ma nữ thiện lương như Selby. Những người tin tưởng Selby vẫn còn tiêu biểu như ông chủ cho vay nặng lãi này. Anh vẫn đang giúp Su Wang tìm nơi ở của Dong Sik để cho mọi người ở chợ một lần nữa tin tưởng Selby. Thư ký Dung và Su Wang đã triệu tập tất cả mọi người. Sau đó Su Wang nói với mọi người, những thiệp mời này do chính tay Selby vẽ để mời mọi người. Su Wang còn nói về cuộc sống của Selby từ nhỏ đến lớn. Cô ấy sống trong một căn phòng không có cửa sổ. Để biết được thông tin bên ngoài chỉ có thể dựa vào việc đọc sách. Cô ấy thích máy bay giấy và mong muốn tương lai có thể được tự do như một chiếc máy bay. Cuối cùng một ngày cô chạy trốn khỏi căn phòng bí mật và được gặp gỡ những người bạn đầu tiên. Đó là tất cả những người ở khu chợ này. Cho đến bây giờ Selby vẫn luôn yêu mọi người trong khu chợ này. Su Wang cầm lấy những thiệp mời đó nói rằng, đây đều là những nét vẽ mà Selby nghĩ đến từng người mà vẽ ra. Vì vậy anh xin mọi người đừng phụ lòng tốt của cô ấy, đừng xa lánh cô ấy vì những tin đồn ác độc. Su Wang nói xong, mọi người trong xóm chợ đều rơi nước mắt, nhao nhao đưa tay lấy đi thiệp mời vẽ chân dung của mình. Mọi lo sợ trong lòng rốt cục cũng được giải quyết. Tất cả mọi người quyết định chấp nhận lời mời của Selby đến thăm nhà cô ấy. Tối đó Su Wang đã treo lên một tấm bạt nhỏ. Anh treo đầy đèn màu lên tầng cao nhất của tòa nhà khách sạn. Selby rất thích những đồ trang trí này, trong lòng cô vô cùng vui vẻ. Cô hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra để hai người có thể bên nhau mãi mãi, giống như những ngôi sao trên bầu trời, luôn bảo vệ lẫn nhau không bao giờ xa nhau. Su Wang cởi bỏ bao tay của Selby, đeo lại chiếc nhẫn cầu hôn mà cô đã trả lại trước đó. Anh nói với cô rằng anh tuyệt đối sẽ không để Selby rời khỏi mình. Sau khi chủ tịch Seong và phù thủy rời khỏi khách sạn, phù thủy đã sử dụng một chút sức mạnh cuối cùng còn lại của mình, chữa khỏi lời nguyền trên người chủ tịch Seong, khiến ông có thể nói chuyện và đi lại. Ngay sau khi dùng hết sức mạnh của mình, phù thủy liền kiệt sức ngất xỉu bên cạnh ông. Lúc này Selby đang ngủ trong phòng bí mật bị đánh thức bởi cơn ác mộng. Đúng lúc này điện thoại di động gọi đến, Selby liền bắt máy. Người gọi đến là Dong Sik. Hắn nói sẽ không buông tha cho Selby vì cô đã đùa giỡn hắn, nếu không muốn nhiều người bị liên lụy thì hãy đến tìm hắn. Sau đó Dong Sik yêu cầu thuộc hạ mua một khẩu súng cho mình. Dong Sik còn gửi cho Su Wang một tin nhắn nói với anh rằng hắn sẽ đầu thú, nhưng trước khi đi hắn muốn gặp anh ở quán cà phê của khách sạn. Tối đó mọi người ở xóm chợ chậm rãi đi vào trong nhà Selby, thấy mọi người đến Selby vô cùng vui mừng.
tiếp đón mọi người đến thăm mật thất của mình. Thấy Selby đang vui chơi cùng với mọi người, Su Wang liền đi xuống quán cà phê khách sạn chờ Jong Sik. Lúc này Jong Sik lại gửi tới một tin nhắn nói rằng anh có việc nên sẽ đến muộn, nhắn Su Wang hãy chờ anh. Nhưng Su Wang không biết rằng mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn của hắn. Sau khi gửi tin nhắn cho Su Wang, Jong Sik đồng thời gửi cho Selby bức ảnh một quả bom hẹn giờ. Selby thấy vậy liền hoảng hốt gọi điện cho Jong Sik để chất vấn anh ta muốn làm gì. Jong Sik sai thuộc hạ đánh ông chủ cho vay nặng lãi và tên hám tiền, và yêu cầu cô nếu muốn cứu người thì hãy đến gặp hắn một mình. Selby đã sử dụng khả năng của mình để nhìn thấy nơi quả bom và nhanh chóng tìm thấy nơi ẩn nấp của Jong Sik. Cùng lúc này, thư ký của ông chủ cho vay nặng lãi vô tình phát hiện ra chiếc điện thoại mà anh ta để lại trên ghế. Thì ra ông chủ cho vay nặng lãi trước khi bị đám người của Jong Sik bắt đi đã bật ghi âm điện thoại ghi lại quá trình bị bắt cóc của mình. Đồng thời anh còn dặn thư ký mình trước, nếu một ngày nào đó anh bị bắt bởi Jong Sik, liền lập tức thông báo cho Su Wang. Nhận được thông báo của thư ký, Su Wang nhanh chóng lái xe đi tìm Jong Sik. Trên đường anh còn gọi điện thoại cho Min Jun, hỏi Min Jun Selby có còn ở nhà không. Min Jun tìm một vòng xác nhận rằng Selby không có ở nhà. Lúc này Min Jun cũng nhận được một tờ giấy, sau khi xem xong trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Đó chính là lời lưu ý của Selby. Cô nói với Min Jun rằng quả bom đã được cài đặt trong phòng nổi hơi của khách sạn. Sau khi Jong Sik gặp Selby, hắn liền dùng súng ngắn uy hiếp cô. Tham vọng của hắn không bao giờ thay đổi, đó là muốn có được sức mạnh của Selby. Jong Sik yêu cầu Selby biểu diễn lại màn làm cho quả bom dừng thời gian lại. Chỉ thấy Selby nhìn đồng hồ, ngay sau đó đồng hồ điện tử dừng lại không chạy nữa. Jong Sik hét lên đầy phấn khích, hắn nhất định phải có được sức mạnh của Selby. Nói xong liền xoay người của Selby lại muốn hôn cô. Lúc này Su Wang đã đến xào huyệt của Jong Sik và đi vào bên trong tủ lỗ trên tường. Anh vừa rơi xuống đất đã bị đám đệ tử của Jong Sik tấn công. Selby muốn chạy về phía Su Wang nhưng lại bị Jong Sik bắt lại. Su Wang vừa đánh nhau với đám thuộc hạ vừa ra hiệu cho một người trong đó nhận lệnh, ông ta liền rút dao ra cắt đứt dây trói của ông chủ cho vay nặng lãi và mọi người. Thì ra người đàn ông này là người Su Wang sắp xếp ở bên Jong Sik. Không chỉ như vậy, ngay cả chuyện ông chủ cho vay nặng lãi bị bắt cũng là kế hoạch của Su Wang. Su Wang muốn cứu hai quản gia nên phải dùng khổ nhục kế để thâm nhập vào xào huyệt của Jong Sik. Sau khi tất cả các con tin được thả ra, hiện trường hỗn loạn, Su Wang đi qua đám đông đến trước mặt Jong Sik. Jong Sik đang cầm súng chĩa vào đầu Selby. Su Wang nói với Jong Sik rằng anh đã báo cảnh sát và cảnh sát sẽ sớm bao vây nơi này nên hắn dừng lại vẫn chưa muộn. Nhưng Jong Sik lúc này đã hoàn toàn mất trí, hắn chĩa họng súng vào Su Wang. Selby biết tương lai mà mình nhìn thấy sắp diễn ra đó là Su Wang sẽ bị bắn chết. Vì vậy trong một khoảnh khắc của vụ nổ súng, Selby nắm chặt tay Jong Sik. Cô hóa thân thành một ma nữ cố gắng để khiến Jong Sik tự hủy với siêu năng lực điều khiển của mình. Nhưng khi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Su Wang đã tiến lên ôm chặt Selby, ngăn chặn cô ấy tiếp tục điên cuồng. Su Wang hôn cô giúp cô tỉnh táo lại. Dưới sức mạnh của tình yêu, Selby cuối cùng đã trở lại bình thường. Ai ngờ lúc này Jong Sik vẫn bắn một phát về phía Su Wang. Nhìn Su Wang bị thương ngã xuống đất, Selby bị thương lại hóa thành ma nữ. Đột nhiên sợi dây chuyền của cô phát ra ánh sáng xanh, quay ngược thời gian trở lại trước khi Su Wang bị thương. Theo hướng dẫn của Selby, Su Wang tránh được phát súng. Lúc này Min Jun và cảnh sát đã đến bắt Jong Sik đi. Su Wang quay lại tìm Selby lại không thấy bóng dáng cô đâu, chỉ có sợi dây chuyền của Selby rơi xuống đất. Selby cầm sợi dây chuyền, trong đầu hiện lên hình ảnh mình bị bắn. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Selby đột nhiên biến mất khỏi thế giới của anh. Su Wang không từ bỏ việc tìm kiếm Selby. Mọi người ở xóm chợ cũng cùng anh phát tờ rơi tìm kiếm cô. Phù thủy dựa vào vai chủ tịch Seong để tạm biệt thế gian. Cô sử dụng một chút thần lực cuối cùng của mình, mang đi lời nguyền của chủ tịch Seong hiến mạng sống cho người sở hữu. Bà không bao giờ hối tiếc quyết định của mình. Mỗi phút giây ở cùng chủ tịch Seong đối với bà đều vô cùng quý giá. Sau cái chết của phù thủy, chủ tịch Seong gửi cho Min Jun một cái hộp, trong đó có một lá thư được gửi đến cho đối thủ ở trong tù. Min Jun đến nhà tù, anh nói với đối thủ, mình sẽ quyết định bán công ty để bồi thường cho các nạn nhân bị ông ta lừa đảo. Bất kể đối thủ có phát điên phản đối như thế nào, Min Jun cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Đối thủ bất lực mở ra bức thư của chủ tịch Seong. Trong thư, chủ tịch Seong hy vọng rằng hai anh em họ sẽ bỏ qua những hiềm khích trước đó. Thái độ của chủ tịch Seong làm cho đối thủ vô cùng áy náy. Cuối cùng ông thừa nhận tất cả những việc mình đã làm. Jong Sik cũng đã bị tống vào tù. Khi ông đến gặp Jong Sik, ánh mắt của hắn đã đờ đẫn, tinh thần dường như không bình thường lắm. Su Wang vẫn ngày đêm tìm kiếm Selby, miễn là ai đó đến đồn cảnh sát để thông báo, anh liền chạy tới cục cảnh sát trước tiên, hy vọng sẽ nhận được tin tức của Selby. Nhưng tất cả chỉ có thất vọng nhiều hơn. Su Wang tìm đến giám đốc Kim, hy vọng rằng bà có câu trả lời cho mình về việc Selby biến mất. Nhưng giám đốc Kim đoán rằng bởi vì Selby muốn trở thành người bình thường, nên đây có lẽ là cái giá mà cô ấy phải trả. Nếu hai người là định mệnh sẽ ở bên nhau, thì dù có xa nhau đến chân trời góc bể cũng sẽ gặp lại nhau. Lời nói của giám đốc Kim làm cho Su Wang càng có hy vọng. Anh mong sẽ gặp lại Selby vào một ngày không xa. Su Wang mỗi ngày nhìn vật nhớ người, nhìn vòng cổ của Selby lại bất giác rơi lệ. Giờ phút này nội tâm Su Wang tràn đầy tự trách. Anh hối hận vì mình không bảo vệ Selby được tốt. Thời gian trôi qua, từng ngày Su Wang đều mỗi ngày ôm hy vọng chờ đợi gặp lại Selby. Ngày hôm nay Su Wang nhận được tin có người đã nhìn thấy Selby ở một làng quê. Vậy là Su Wang cùng ông chủ cho vay nặng lãi và tên hám tiền lập tức lên xe đi đến đó. Anh gặp được một bà lão, bà nói rằng có phải người đang chơi đùa cùng với bọn trẻ này không. Cô gái quay đầu cùng Su Wang, bốn mắt nhìn nhau. Selby thấy Su Wang tìm mình liền đứng dậy và đi về phía anh. Selby tiến lên hỏi Su Wang là ai. Nghe đến đây, nụ cười của Su Wang trong nháy mắt vụt tắt. Sau đó Selby tự giới thiệu bản thân, tên cô ấy là Gong Gia.
Bà lão bên cạnh giải thích Gong Ja là cái tên con gái bỏ nhà đi trước kia của bà. Khi Xiaobi đến đây ngay cả tên của mình cũng không nhớ nên bà mới gọi cô là Gong Ja. Thấy bà nói vậy, Su Wang xác định đây chính là Xiaobi. Anh quyết định ở lại cùng Xiaobi để hai người kia về trước. Su Wang ngồi bên ngoài cửa hàng của bà lão cho đến khi trời tối. Bà thấy anh rất bướng bỉnh liền gọi Xiaobi đi ra nói chuyện với Su Wang. Hiện giờ Xiaobi không nhớ gì về trước kia nên tỏ ra rất xa cách đối với Su Wang. Cô đuổi Su Wang rời đi nhưng Su Wang vẫn vô cùng kiên trì. Ngồi ở bên ngoài nhà bà lão mỗi ngày ánh mắt vẫn không rời khỏi Xiaobi. Thấy Xiaobi đi xe đạp để giao hàng liền lấy một chiếc xe đạp đi theo. Đột nhiên Xiaobi ngã xuống, Su Wang đau lòng đi lên nâng cô dậy, còn ân cần kiểm tra xem Xiaobi có bị thương không, giúp cô nhặt các mặt hàng rơi dưới đất. Ngoài trời rất lạnh nhưng Su Wang vẫn ở bên ngoài run rẩy. Xiaobi không đành lòng liền đưa cho Su Wang một bát mì ăn liền. Dưới sự kiên trì của Su Wang, hai người ngày càng thân thiết. Su Wang cũng phát hiện ra trên ngón tay của Xiaobi vẫn còn đeo nhẫn của hai người. Mặc dù Xiaobi đã mất trí nhớ nhưng cô vẫn nhận thấy ánh mắt Su Wang nhìn về phía mình tràn đầy tình cảm, cũng thấy được lòng mình vui vui khi gặp anh. Dưới sự chờ đợi của Su Wang, Xiaobi rốt cục cũng chủ động tìm đến Su Wang. Cô hỏi anh làm thế nào anh biết cô là Xiaobi. Su Wang ngay lập tức lấy ra sợi dây chuyền của cô, rồi nói với cô câu chuyện của hai người kể ra dài lắm, nhưng anh nguyện ý sẽ kể cho Xiaobi nghe. Sau đó hai người trò chuyện cả đêm bên bờ biển. Sau khi bình minh, Xiaobi theo Su Wang trở về nhà mình. Min Jun và vị hôn thê đang chờ cô ở nhà. Dù trở về nhưng Xiaobi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục trí nhớ. Su Wang liền giới thiệu hai người với cô. Xiaobi nhìn Su Wang phòng, cô đi theo Su Wang đến phòng của mình. Nhưng Xiaobi đối với tất cả mọi thứ xung quanh vẫn vô cùng lạ lẫm. Để giúp Xiaobi tìm lại ký ức, Su Wang dẫn Xiaobi đi gặp hàng xóm ở chợ. Những người hàng xóm đặc biệt diễn giải những gì đã xảy ra với Xiaobi ở chợ. Nhưng Xiaobi không hề phản ứng chút nào, cô vẫn như cũ cái gì cũng không nhớ nổi. Vì thế Xiaobi lại dẫn Xiaobi đến phòng nhỏ hai người từng ở. Xiaobi nhìn thấy ảnh của chính mình trong phòng, cuối cùng tin rằng hai người đã từng sống chung. Cô hỏi Su Wang hai người có xảy ra chuyện gì không. Su Wang ngượng ngùng trả lời hai người chỉ hôn nhau. Xiaobi tiếp tục truy vấn cảm giác của hai người khi hôn nhau là gì. Thấy Xiaobi đặt câu hỏi, Su Wang liền tiến đến gần Xiaobi muốn hôn cô, nhưng đúng lúc này lại bị Xiaobi né tránh. Mặc dù Xiaobi vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng cô cảm thấy mình thích Su Wang như thích một hoàng tử. Su Wang vô cùng cảm động, anh đề nghị kết hôn với Xiaobi. Nghe lời nói này, Xiaobi liền chủ động hôn Su Wang, và đó cũng là câu trả lời của cô ấy. Min Jun liền đem tin tức kết hôn của Xiaobi và Su Wang thông báo cho chủ tịch Seong. Rất nhanh đến ngày hai người kết hôn, Xiaobi muốn nhận được lời chúc phúc từ mọi người nên đám cưới đã được tổ chức tại chợ, mà Su Wang hồi hộp đến mức không thể thở nổi. Anh vừa nghĩ đến hôm nay sẽ cưới Xiaobi làm vợ thì vô cùng kích động. Sau khi đám cưới bắt đầu, Xiaobi đi vào trong lễ đường. Su Wang nhìn chằm chằm vào Xiaobi đang đi về phía mình. Đột nhiên Xiaobi không đứng vững, ngã về phía trước. Su Wang vội vàng đưa tay đón cô dâu. Thấy vậy, bạn bè và gia đình bắt đầu ồn ào, họ yêu cầu hai người hôn nhau. Su Wang lập tức hôn vợ của mình. Sau khi kết hôn, Xiaobi đã sinh ra một cậu con trai. Su Wang bắt đầu cuộc sống được lên chức bố của mình. Nhiều năm qua đi nhưng Xiaobi vẫn không khôi phục lại ký ức, nhưng điều này không còn quan trọng nữa vì nó không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng. Bình thường hai vợ chồng Su Wang sẽ cùng nhau nuôi con, trải nghiệm vị chua ngọt đắng cay của cuộc sống, sẽ bận rộn khi đứa trẻ thức và nhàn rỗi sau khi đứa trẻ ngủ. Thời gian tháng qua đến 5 năm sau đó, Xiaobi dần dần tìm lại được ký ức. Hai vợ chồng nhìn nhau cười cho dù cô có nhớ hay không. Su Wang đều sẽ cả đời ở bên cạnh Xiaobi bảo vệ hai mẹ con. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.